Vào cái thời trẻ trâu bốc đồng, Hayao đã dồn toàn bộ tâm huyết tuổi trẻ của mình để mà vẽ vời ra một nhân vật ngầu lòi bá cháy con bọ chét. Ít nhất là đối với đám con nít thì sẽ thấy là vậy. Cái quá khứ xấu hổ chỉ muốn chôn sâu dấu kỹ đó của Hayao, thế méo nào chục năm sau lại bị đào lên một lần nữa khi mà cậu ta dung nhập làm một với nhân vật mà bản thân đã tạo ra. Giờ thì Hayao phải làm sao đây khi phải vác cái giao diện quý sơ tộc với chức nghiệp thợ săn quỷ. Hayao không thèm dùng cung kiếm bạc đi săn mà Fleck dùng ma thuật bem con boss hơn 300 level như con ấy chứ. Tuy giao diện hơi cháo à lái nhưng bật mốt thì top một server, cụ thể như nào thì để Pi kể cho nghe này. Đọc truyện hay tại bé mèo sinh.com. Một thanh niên đang đứng hình trước gương, không nhận ra được cái bản mặt mình đang nhìn thấy là ai luôn á. Rõ ràng là người thực là một anh giai tóc trắng áo vest nét đến từng chi tiết. Trông quý sơ tộc miễn bàn, còn người trong gương trông giao diện thì cũng na ná đó nhưng mà tóc đen và nhìn bình thường hơn nhiều. Về phần tên thì người trong gương là Lee Hayel, còn anh giai tóc trắng thì tên dài quá trời quá đất nên tóm gọn là Grandfell thôi nhé. Holy shit, motherfucking CS, anh giai Grandfell đang pha trà rất chi là trang trọng luôn, nhưng là trong một cái nồi nấu mì. À thì vấn đề ở đây là Grandfell chính là một nhân vật mà Lee Hoiel đã tạo ra từ 12 năm trước, khi đang còn là một cậu nhóc trẻ trâu. Khi đó Lee Hoiel đã rất chi là kỳ vọng về hình tượng Grandfell này, thậm chí còn coi đó là một phiên bản cao quý của chính mình. Là một nhân cách khác luôn á, tất cả bắt đầu từ cái trò chơi tẩm đớ nổi tiếng toàn cầu kia, lịch sử lục địa Achana. Nó là một trong những trò chơi thực tế ảo bánh cuốn nhất về chủ đề dị giới. Nói một câu cho nó vuông thì, tới tận khi trò chơi ngừng phát hành, không có một trò chơi nào có thể vượt mặt được nó cả, nó là một huyền thoại đấy. Và chính vào cái ngày trò chơi Achana kia dừng phát hành cùng với sự mất tích bí ẩn của CEO tạo ra trò chơi, thì một biến cố bất ngờ ập tới. Thế giới rung chuyển dữ dội khi mà Achana bất ngờ xuất hiện trong thế giới thực. Khe nứt xuất hiện trên toàn thế giới và quái vật đến từ bên trong trò chơi cũng bắt đầu xuất hiện. Mà quái vật bất ngờ úp sọt thế giới bình thường này thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi, con người bị đám quái vật bem cho méo trượt phát nào. May mắn thay, nhân loại cũng được đồng hóa với các nhân vật mà bọn họ đã tạo dựng trong trò chơi. Nhờ có chuyện này mà nhân loại đã tìm được cơ hội để phản kháng thế giới bước tới tận thế. Những người chơi sử dụng được những kỹ năng của nhân vật trong game và nhờ có nó mà bọn họ đã có thể gõ đầu ngược lại đám quái vật dám xâm lấn thế giới này. Và Lee Hayel cũng không phải là ngoại lệ, cậu ta cũng từng mong mỏi bản thân cũng thức tỉnh trở thành một người chơi. Thế nhưng mà cho dù có thức tỉnh thì cậu cũng chẳng thể nào bá đạo được đâu. Bởi khi trò chơi Achana còn phát hành thì chi phí để có thể đầu tư một bộ trang thiết bị quẩy game là quá lớn. Nhưng mà gia cảnh của Lee Hayel lại không thể đáp ứng được chuyện đó bởi công ty của cha cậu đã phá sản. Lee Hayel buộc phải bỏ game từ sớm, nhưng nếu như cậu ta biết được có ngày trò chơi sẽ dung hợp vào thế giới thực chắc là cậu ta sẽ chẳng muốn từ bỏ game rồi. Để rồi hiện tại khi dung hợp với nhân vật mà Lee Hoiel tạo ra trước đây thì ngoài cái mã tạm ổn ra thì cấp độ của cậu ta rác vãi bíp. Không chỉ thế, việc thức tỉnh thành người chơi của Hayon còn không được thuận lợi hay sao ấy, cậu ta cứ như bị tâm thần phân liệt luôn vậy. Để mà nói thì cái nhân vật Grandfell mà Hayel tạo ra ở tuổi dậy thì cũng được đầu tư xây dựng làm đấy. Grandfell là người kế thừa của một gia tộc danh giá trước khi cả gia tộc của cậu bị tiễn lên bảng đếm số bởi một con quỷ. Và để có thể trả thù, Grandfell lựa chọn trở thành một thợ săn quỷ. Nói thật thì đó là quá khứ đen tối chỉ muốn giấu giếm của Hayel thôi, cậu ta vẽ ra một nhân cách khó đỡ thế cơ mà. Và chắc chắn là Hoiel tâm thần phân liệt thật rồi, tư tưởng của cậu ta thì từ chối nó, nhưng mở miệng ra thì lại thở ra cái văn rất chi là ba chấm hoài niệm ký ức các kiểu các thứ. Với cái kiểu cách thái độ như hiện tại, dù Hayel có muốn hay không thì chắc chắn là cậu ta cũng sẽ tỏ ra thái độ như shit với cấp trên thôi. Và như thế thì tốt nhất là Hayel nên từ bỏ công việc hiện tại nếu như không muốn bị đấm vào mồm. Rõ ràng là các người chơi khác đều không có thay đổi gì lớn khi đồng bộ với nhân vật của mình, nhưng mà Hayel thì thấy nó lạ lắm. Lựa chọn tốt nhất của Hayel hiện tại chỉ có thể là trở thành người chơi đi săn quái thôi. Đúng là số tiền mà các người chơi kiếm được từ việc bem quá là một con số khổng lồ, nhưng mà đó là tiền đánh đổi bằng cả mạng sống để kiếm được đó. Mà nhân cách Grandfell thì đã trải qua đủ vinh hoa phú quý như thiết lập của Hayel rồi, nên là dăm ba cái vật chất không thèm để tâm đâu. Nói là thế chứ Hoiel vẫn cứ phải check thử trang thông tin của class thợ săn quỷ xem có gì hot không đã. Không check thì thôi, check thông tin xong Hayel muốn câm nín luôn, thánh địa của thợ săn quỷ đã bị làm cỏ hết rồi còn đâu nữa. Cơ bản thì hiện tại ngoại trừ Hayel, toàn bộ thợ săn quỷ đã bị xóa sổ rồi. Mà kể cả không có bị rip thì thợ săn quỷ cũng là một class quá khoai. Trở thành truyền nhân của Van Helsing ngoài được cái ngầu ra thì kỹ năng đánh đấm cùi mía vãi. Chỉ khi bem nhau với quỷ tộc thì thợ săn quỷ mới nắm giữ một sức mạnh không một class nào có thể so sánh được. Nhưng mà một thợ săn quỷ suốt ngày chỉ có đi bem nhau với quỷ thôi, nó nhàm chán vãi ò, nên là chẳng mấy người muốn chơi cả.
Nhưng mà cũng có tin tốt cho Hayao đây, trong bản cập nhật mới nhất thì quỷ tộc cũng đã xuất hiện rồi, tức là cậu ta chính là chiến lực hàng đầu để bem được mấy con hàng kia. Câu hỏi đặt ra là liệu Hayao có nên đứng ra tiên phong bem quỷ hay không đây, cậu ta không chắc quỷ tộc hiện tại có như ký ức của bản thân hay không nữa. Thế nhưng nhân cách Grandfell thì trái ngược hoàn toàn, cậu ta sẽ không bao giờ lo sợ lùi bước trước đám quỷ cả. Gì chứ chỉ là giam ba con quỷ thôi mà héo EL phiên bản Grandfell sẽ tiễn từng con một về với ông bà ông vậy nhé. Việc Achana dung nhập vào thế giới thực đã trôi qua đi nhiều năm, mọi sinh hoạt của con người cũng đã dần được hồi phục lại và con người nhanh chóng thích nghi với thế giới mới. Tuy nhiên thì những cảm xúc tiêu cực do thế giới biến đổi vẫn luôn nhen nhóm trong lòng một số người và nó lại chính là thứ hấp dẫn quỷ tộc nhất. Có thể nói là chỉ cần đi tới những nơi tập trung đông người thì quỷ tộc có thể tha hồ mà quẹo lựa con mồi như thể đang tham gia một bữa tiệc buffet vậy. Lúc này ở trung tâm quảng trường, một anh giai tanker tên Chelmin cũng là đội trưởng của một tổ đội nhỏ đang chờ đợi thành viên cuối cùng xuất hiện. Và thành viên cuối cùng này không phải ai khác mà chính là Hayel. Bọn họ đang lập tổ đội ở đây để chuẩn bị tiến vào một khe nứt không gian. Và cái thứ đồ chơi này chỉ có những người chơi thức tỉnh mới thấy được thôi, chứ người thường thì thấy mỗi cái nịt. Hầm ngục mà nhóm Hayel chuẩn bị tiến vào là hầm ngục của tộc hạt nêm từ thịt nôn, chỉ là một đám quái cấp 35-40 thôi ấy mà. Với cấp độ 55 của Hayel hiện tại thì quẩy tốt. Mặc dù ở thời điểm hiện tại cấp độ trung bình của tất cả người chơi đã ở khoảng level 200 rồi. Thế nhưng mà có những người mạnh thì cũng phải có những người yếu thôi. Hayel chịu khó tìm kiếm thì cũng tìm được cái party ngang trình mình như lúc này đây. Lúc này đội trưởng Chelmin yêu cầu mọi người chuẩn bị tinh thần một chút, sau đó cả nhóm sẽ tiến vào hầm ngục kia. À thì cái khe nứt này còn có cả tiến trình phá hủy nữa, và khi nó đạt tới mức độ 100% thì khe nứt sẽ sụp đổ và quái vật sẽ tràn vào thế giới thực. Do đó những người chơi được cấp phép vào khe nứt như đi chợ để mà dọn dẹp bớt quái vật có bên trong khe nứt đi. Tâm trí Hayel cảm thấy cái tổ đội mình vừa tìm được này ai ai cũng thân thiện ra phết đấy, chắc cậu ta cũng phải thể hiện sự hăng hái một chút mới được. Thế nhưng mà suy nghĩ là một nhân cách, đến lúc phọt ra thành lời thì lại là nhân cách khác. Hayel ăn nói trịch thượng đến cái độ tự bản thân cũng phải thấy ớn luôn á, nhưng may mà mọi người lựa chọn bơ cậu ta đi luôn cho nó đỡ khó xử. Tốt nhất là từ giờ Hayel nên rút kinh nghiệm bớt nói lại cho nó đỡ quê mới được. Nhóm tiến công đi sâu vào bên trong hầm ngục được một đoạn kha khá rồi đấy, thế nhưng mà bọn họ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của tên nôn nào cả. Chẳng có lẽ cái đám này lại bị đem đi làm hạt nêm hết rồi hay sao? Đội trưởng Chelmin khích lệ mọi người không cần phải vội, kiểu gì rồi cũng sẽ tìm được bãi quái để cả nhóm hút tí rau tí bún thôi, duy chỉ có Hayel cảm thấy cứ cấn cấn thế nào ấy. Đúng lúc này phía trước mặt nhóm người xuất hiện vài con nôn thật, thế là Chelmin lập tức phóng tới muốn xung phong liền. Hayel càng lúc càng thấy cấn nhá. Hà cớ làm sao tăng cơ như Chelmin không bảo vệ đồng đội mà lại đi tiên phong thế kia để cho thanh niên Sermi tanh phải gánh vác phần đỡ đòn. Nhưng mà thôi, Hayel tự thấy bản thân vô dụng ở đây mà, nên là cứ im lặng là vàng cho lành. Trong túi đồ của Hayel toàn đồ chơi để bem quỷ thôi, vậy nên cậu ta nên tránh giao tranh trước khi tìm được một vũ khí thích hợp mới được. Đúng lúc này, một mũi tên từ bên cánh bắn tới đánh động sự chú ý của Hayel. Thôi quả này ăn lìn rồi tía má ơi, một đám nôn đông như kiến đang đánh úp tới từ bên cánh kia kìa. Nhóm người chơi bị bầy nôn dã cho như dã gạo không thể đánh trả, trong khi đó Chelmin lại tỏ ra vô cùng thờ ơ và thoát ra một góc an toàn không hề có ý định hỗ trợ gì. May mắn cho nhóm người là lúc này Hayel cũng không thể đứng nhìn được nữa, cậu ta phải lôi cung ra bắn yểm trợ cho đồng đội thôi. Hayel lựa chọn bảo kê cho cô nàng pháp sư để cô có thể chuẩn bị một đòn công kích mạnh mẽ nhất có thể dẹp loạn cái đám quái vật này. Ngay lúc hai thanh niên tanh đằng trước cảm thấy cá đuối lắm rồi thì cô nàng pháp sư cũng kịp thời niệm chú xong phép hỏa tiễn của mình. Ngay lập tức, hỏa diễm như mưa ồ ạt bắn ra, biến toàn bộ đám nôn trong phạm vi công kích trở thành chóa thui luôn. Đến lúc này, nhóm người mới có thời gian đi hỏi tội Chelmin đang làm cái quần què gì mà méo chịu giúp và bọn họ chỉ đổi lại được nụ cười rùng rợn của anh ta mà thôi. Cả đám méo hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, liệu rằng Chelmin mất trí hay gì. Duy chỉ có Hayel là phát hiện ra được rằng anh giai tăng cơ Chelmin này đã bị ác quỷ thao túng con miệng nó rồi. Nhóm người khi thấy Hayel khẳng định Chelmin là một con quỷ thì từ chối chấp nhận chuyện này, không thể nào có chuyện đội trưởng của bọn họ lại là quỷ được. Thế nhưng mà anh Jai Sermi Tank vừa mới nói xong thì đột nhiên thấy không gian xung quanh tối thui. Tiếp đó là những người đồng đội đứng cạnh anh ta bị một nguồn năng lượng tà ác nào đó hành cho sấp mặt rồi treo ngược hết cả lên, gào thét mong anh Jai này có thể cứu họ. Trạng thái này không tập trung lên riêng ai cả, mà Chelmin đã phát động trạng thái sợ hãi lên tất cả mọi người đang ở đây. Tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, Hayel vẫn mặt lạnh như tiền. Không chút do dự lướt tới sau đó đâm dao thẳng về phía Chelmin. May mà đồ tanh của anh giai này cũng dày nên là chưa có bị đâm lủng một lỗ đó. Tên ác quỷ đang chiếm lấy thân xác của Chelmin thì cho rằng Hayel sẽ không dám mạnh tay thật đâu, bởi như thế thì Chelmin cũng sẽ tạch đấy.
còn hắn thì chẳng việc gì phải cố kỵ cả, cứ thẳng tay mà bổ đầu Hayao thôi, Hayao lại sắp sợ rồi đấy. Cậu ta xoay ngược con dao găm trong tay, sau đó kích hoạt kỹ năng thiên địch đặc thù của class thợ săn quỷ, rồi đâm một dao thẳng tay về phía gáy của Chao Min. Đòn tấn công cũng chất lượng phết đấy, tuy nhiên thì giáp của Chao Min bọc kỹ đến tận cổ cơ, nên là đòn tấn công vẫn chưa xi như đâu. Tên ác quỷ đang theo túng Chao Min không hiểu là lấy đâu ra sự tự tin để tiếp tục tấn công Hayao luôn, rõ ràng là cậu ta đã thể hiện ra bản thân chẳng cố kỵ cái quần què gì rồi mà. Kết quả thì cứ phải gọi là nét luôn, Hayao rạch nhẹ cho Chao Min bị quỷ ám một đường rạch chéo qua mặt luôn cơ mà. Đến lúc này con quỷ chiếm giữ Chao Min mới nhận ra bản thân va nhầm tấm sắt à nhầm tấm bạc rồi, đồ chơi của Hayao tuy bé nhưng mà nó được chế tạo bằng bạc đó. Nhìn mặt Hayao có giống đùa không? Cậu ta chẳng có chút gì gọi là nương tay, kể cả giao diện trước mặt có là Chao Min đi chăng nữa. Lúc này ý thức của Chao Min chợt làm một chuyến flashback nhẹ nhàng. Em trai của Chao Min vẫn luôn khuyên nhủ anh ta đừng có tông đầu vào khe nứt nữa, thay vào đó cứ về bang hội của em trai rồi làm một nhà phân tích đi thì hơn. Thế nhưng mà vấn đề là Chao Min luôn cảm thấy bản thân thua kém em trai mình, và cũng có không ít kẻ xung quanh luôn xoáy vào chuyện này khi gặp anh ta. Và chính cái lúc tâm lý của Chao Min bị đả kích nặng nề đó, con quỷ trời đánh kia đã xuất hiện. Bởi trạng thái tâm lý của Chao Min chỉ cứng như cây tăm thôi, thế cho nên là anh ta dễ dàng bị ác quỷ xin nhẹ cái thể xác. Và thế là hết, ý thức của Chao Min bất lực nhìn con quỷ kia điều khiển thể xác của mình dẫn dụ những người đồng đội đi vào bẫy dập. Thế nhưng mà trong cái rủi có cái may, may mắn cho Chao Min là anh ta đã mời Hayao vào tổ đội của mình. Hayao có thể cảm nhận được rõ ràng tinh thần kháng cự lại ác quỷ của Chao Min, và thế là cậu ta cũng không ngại mà tung một đòn dứt điểm lên thân xác của Chao Min luôn. Hồi lâu sau, Chao Min từ từ tỉnh lại, và ngạc nhiên chưa, nhìn anh ta vẫn lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cái này thì có gì là lạ đâu, có Hayao ở đây gánh từ A đến Z thì không việc gì phải xoắn cả. Hayao đưa ra một bài học cấp tốc trong 5 giây rằng cảm xúc tiêu cực chính là nguồn pin sạc năng lượng cho ma quỷ, thế nên là đừng tiêu cực nữa, hãy tích cực lên. Ừ thì không có cảm xúc tiêu cực, nhưng mà thất vọng một chút thôi chắc không sao đâu. Lúc này ý thức của Hayao đang rất chi là thất vọng đây, con quỷ kia lởm quá, một chút đầu cũng không thấy rơi ra luôn á. Vài ngày sau đó, tin tức về một tổ đội có thành viên bị quỷ chiếm xác trở thành đề tài nóng hổi trên diễn đàn và đã được cứu bởi một tay to mạnh vãi lều. À thì Chao Min cũng đưa tin tức này cho em trai mình xem, nhưng mà cậu ta không quá tin tưởng vào mấy cái bài bốt chém gió này cho lắm. Thế nhưng mà anh Jae Tae Min này phải xem xét một cách nghiêm túc lại chút nhé, bởi nhân vật chính trong bài bốt kia chính là anh trai đang ngồi trước mặt cậu ta đó. Trong phòng riêng của Tae Min, cậu ta đang rất chi là bất ngờ khi người anh Jae Chao Min của mình tuyên bố từ bỏ tiền tuyến và trở về làm nhà phân tích cho Google AON của cậu ta. Cái này là Chao Min quyết tâm thật sự đấy, không phải là nói chơi chơi đâu. Sau cuộc công kích hầm ngục vừa rồi và may mắn có Hayao giúp đỡ nên mới thoát nạn, Chao Min đã hiểu rõ được đâu là thế mạnh và đâu là điểm yếu của mình. Vốn trước giờ Chao Min luôn chật vật tiến lên chỉ để bắt kịp em trai mình, nhưng hiện tại anh ta đã nhận ra bản thân có những thế mạnh riêng và lối đi riêng để có thể thành công. Lúc này thì Tae Min thực sự tò mò rồi, cậu ta muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể thông não được anh Jae mình luôn cơ đấy. Tae Min cảm thấy nếu Hayao có thể hạ được ác quỷ im, đồng thời trạng thái bất thường chẳng có chút xi nhê nào trên người cậu ta thì chỉ số khí tính phải rất gì và này nọ luôn đó. Và trong Achana thì có cả một nùi chức nghiệp khác nhau. Nên với việc Chao Min miêu tả rằng Hayao dùng dao găm thay vì ma thuật để chiến đấu cũng chưa đủ để cậu ta hình dung ra được chức nghiệp của Hayao là gì. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Tae Min cũng tin rằng Hayao là thứ giữ chứ không gà mờ đâu, có anh Jae cậu là nhân chứng sống luôn cơ mà. Để có thể quản lý Gui tốt, nắm bắt được thông tin boss chính xác thì xưa nay Chao Min vẫn luôn là người hỗ trợ cho Tae Min. Vậy nên nhận xét của anh ta về Hayao có là gì thì nó cũng uy tín vãi bíp. Thậm chí Tae Min còn chuẩn bị sẵn cả hợp đồng cho Chao Min xem qua nữa. Không biết là trong hợp đồng nó có chứa điều kiện quái quỷ gì hay không, nhưng mà thấy Chao Min đổ mồ hôi lạnh luôn là cũng cấn cấn à nha. Bỏ qua chuyện đó qua một bên mà đến với thánh thông não với hội chứng tâm thần phân liệt Hayao thì cậu ta đang sướng rơn lên vì tăng cấp đột biến chỉ với việc bem một con tiểu quỷ đó. À nhưng mà, nếu như bỏ bảng trạng thái qua một bên thì có phải là ý thức của Hayao đang nhìn vào chính cơ thể trần truồng của mình rồi đỏ mặt không nhỉ? Hiện tại Hayao lại có thêm một đống điểm thuộc tính để phân chia rồi, cậu ta rất muốn phi thẳng lên giường sau đó từ từ nghiên cứu xem nên phân bổ thế nào đây. Thế nhưng mà với ý thức của Grandfell thì méo nhé, phải dọn phòng cái đã. Sau khi cày mặt cả một ngày ra dọn dẹp cho phòng ốc sạch sẽ thì tiếp theo phải là tự nấu cho mình một bữa ăn chất lượng nữa. À thì, đây cũng là thiết lập của Hayao khi tạo ra Grandfell trước đây mà. Thông thường thì Hayao tắm xong cái là cậu ta sẽ phi thẳng lên giường rồi order đồ ăn, nhưng mà nhân cách Grandfell thì méo thích như thế. Hơn nữa, thiên phú của Grandfell cũng bá đạo vãi cả bíp khi chỉ cần nhìn qua ma thuật một lần là có thể sao y bản chính luôn.
Bên cạnh đó thì não cũng nhiều sạn và sức khỏe rất gì và này nọ nữa. À thì ưu điểm là thế, còn nhược điểm như nào thì không biết, ngoại trừ cái thói ăn nói trịch thượng đã thể hiện ra bên ngoài kia. Trong lúc Hayao đang muốn mở máy lên check vài thông tin, thì cậu ta nhận được tin nhắn từ Chaomin. Đại loại là Chaomin muốn chiêu mộ Hayao thay em trai mình, nhưng mà Hayao đang bận nên là tạm từ chối cái đã. Cậu ta lập tức tìm kiếm các video hướng dẫn ma thuật cơ bản, sau đó thử ghi chép lại xem có hiểu được nó hay không. Bên phía Chaomin và Taemin lúc này thì bọn họ đang bấn loạn hết cả lên khi soạn cả một cái sớ mời gọi Hayao nhưng đáp lại chỉ một chữ không vô cảm. Taemin không hiểu tại sao Hayao lại từ chối lời mời này, Google AON của cậu ta đứng top một Hàn Quốc luôn đó, thậm chí hợp đồng còn cho Hayao nhà, xe, tỷ lệ ăn chia gần như là cho không. Nói chung là nó chẳng khác nào GAON đang rước Hayao về để bao nuôi cả. Nhưng mà ai biết được, sau khi tháp pháp sư xuất hiện ở Seoul, nhiều gui ngoại quốc cũng đã lập chi nhánh ở đây mà. Dù cho là như thế thì Taemin cũng không tin một GUID nào khác có thể đưa ra lời mời chào tốt hơn cậu ta. Thậm chí Taemin còn không thể để các lãnh đạo khác của GAON biết về bản hợp đồng gần như là cho không này. Taemin quyết định sẽ đích thân đi gặp mặt Hayao và cướp cậu ta về trước khi những hội khác chiêu mộ Taemin thành công. Nhưng mà vấn đề là Chaomin không biết phải miêu tả Hayao như nào cả. Để mà hình dung một cách dễ nhất ấy, thì Hayao trông như một quý tộc bước ra từ thế giới giả tưởng, nghe hơi ngáo nhưng đúng là như vậy đó. Về phía Hayao lúc này, thì cậu ta thực sự không thể tin nổi vào mắt mình, thực sự là cậu có thể nhìn ra và hiểu rõ những gì cơ bản nhất của ma thuật. Tầm này thì cho dù Granfell có là nhân vật được tạo ra khi Hayao còn trẻ trâu thì đã làm sao, cậu ta bá đạo là được rồi. Có thể nói là tài năng thiên bẩm của nhân cách Granfell mang tới cho Hayao một tương lai rất chi là tươi sáng đấy. Hayao lập tức đập luôn 7 điểm chỉ số vào phần mana cho nó đột phá hẳn và điểm cuối cùng dành cho may mắn xem như nào. Mặc dù điểm may mắn cũng chỉ tăng 1 điểm thôi, nhưng biết đâu nó lại nổ hũ thì sao? Và quả thực là nổ hũ thật, ai mà ngờ được Hayao mới chỉ tăng độ may mắn lên một chút mà lại có thể mở được cả nhiệm vụ chức nghiệp cơ chứ. Nhiệm vụ chức nghiệp nếu thực sự là cái mà Hayao đang nghĩ tới thì nó rất gì và này nọ luôn đấy. Sau khi Achana trở thành hiện thực, các nhiệm vụ đã trở nên hiếm hoi vô cùng. Đơn giản là bởi vì không hề có nhiều NPC chuyên phát nhiệm vụ ở ngoài đời thực. Cái tầm này nhiệm vụ thông thường còn đang hiếm hoi, thì Hayao mà nhận được nhiệm vụ chức nghiệp cũng ra gì phết đấy. Hayao lướt lướt trên mạng để tìm kiếm thêm thông tin và đã tìm được vài thông tin quan trọng. Nhiệm vụ chức nghiệp là nhiệm vụ mà chỉ dành cho duy nhất một người chơi thuộc chức nghiệp đó mà thôi. Và chỉ cần có người nhận được nhiệm vụ chức nghiệp thì nó cũng đã đủ kinh động đến mức trở thành một bản tin hot hit rồi. Theo lý thuyết mà nói thì một người chơi mới cấp 67 như Hayao không thể nào nhận nhiệm vụ chức nghiệp được. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, đó chính là cậu ta là thợ săn quỷ duy nhất còn sót lại. Tại Ashkhan, trạm gác của thợ săn quỷ, nghe thì cũng hoành tráng lắm nhưng mà trải nghiệm thực tế thì nó gây sốc vãi nổi. Để đến được nơi nhập học, các người chơi buộc phải bám theo dây leo và leo lên một vách đá dựng đứng, theo sát NPC hướng dẫn nếu muốn trở thành một thợ săn quỷ. Nơi ở của các tân binh thì tồi tàn không thể tồi tàn hơn được nữa, không nói thì còn tưởng đây là nơi đào tạo cái bang chứ thợ săn quỷ cái quần què gì. Mà từ nơi ở đi tới khu vực ăn uống thì cũng phải leo núi y hệt như lúc lên khu vực tập trung. Để mà miêu tả thì Ashkhan nó như kiểu địa ngục đối với người chơi Á, nhưng bù lại thì việc hoàn thành được các bài huấn luyện và môi trường khắc nghiệt của Ashkhan khiến tâm trí của thợ săn quỷ vững hơn người thường rất nhiều. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, hẳn là nhiệm vụ chức nghiệp lần này không cá khoai như thế đâu. Nhưng mà không chắc là như thế đâu, nhìn cái nhân cách Hayao câm nín đến mất màu là đủ hiểu vấn đề rồi. Cùng lúc đó ở cơ sở kiểm soát hỗn loạn và thiệt hại chi nhánh Hàn Quốc, nơi này nhân sự đều là người từng hợp tác phát triển tựa game Achana. Bọn họ được thuê về để phản hồi các cập nhật của Achana hiện thực hóa trong thế giới thực. Tóm gọn lại thì cái đội ngũ này cày hùng hục như trâu để có thể cung cấp tối đa thông tin tới người chơi trong việc kiểm soát hầm ngục. Lúc này, một cậu nhân viên đang mệt sấp mặt lìn vì cả ngày phải dán mắt vào màn hình máy tính check thông tin về những bản cập nhật mới. Cậu ta muốn than vãn kêu gào với anh giai đồng nghiệp ngồi cạnh bên lắm, nhưng anh giai kia chỉ biết chăm chú liên tục làm mới trang thông tin thôi. Và đoán xem, thực sự là có bản cập nhật mới này. Ngay khi nhìn thấy bản cập nhật mới này, toàn bộ nhân sự trong phòng bắt đầu gào rú lên đòi làm đơn xin nghỉ việc các kiểu các thứ. Bởi vì bản cập nhật lần này toang vãi trưởng. Loài quỷ đã được xác nhận sẽ xuất hiện trong bản cập nhật này với đủ các thể loại lâu la của bá tước Akura. Mà chắc là bá tước Dracula nhưng sợ bản quyền nên phải nói lái đi á. Con nào con nấy trong này đều ở cấp độ trên 300 tiệm cận 400 cả. Đặc biệt là con trùng cuối, bá tước Dracula có cấp độ lên tới 430 liền. Toang thật sự, lúc này người chơi top 1 server cũng chỉ mới lên được cấp 403 thôi đó. Quả này sợ rằng không một gui nào có thể cân được con quái vật mới này mất mà phải cần tới cả thế giới ôn in vào mới được.
quả này thì khe nứt không gian chứa chấp đám quỷ kia có khả năng rất cao sẽ bùng nổ và giáng lâm thẳng xuống thế giới hiện thực mất. Trước giờ các bản cập nhật đều ở mức độ có khả năng kiểm soát được, riêng lần này, nó hoàn toàn phá vỡ định nghĩa cân bằng luôn rồi. Tạm bỏ qua chuyện này qua một bên, thì Hael đang run rẩy như cầy sấy bởi cậu ta vừa mới phải cày bài tập của Saitama cho nhiệm vụ chức nghiệp của mình. Toàn thân Hael như thể được gắn máy rung ấy, đến cả việc làm một cái bánh đơn giản cũng be bét hết cả ra. Nhưng dù sao thì, Hael cũng đã cày xong được cái nhiệm vụ ngu ngốc đó rồi. Nhưng mà bố tiên sư nhà nó nữa chứ, cái nhiệm vụ tập như Saitama kia lại là nhiệm vụ hàng ngày, tức là ngày nào Hael cũng phải e cổ ra để mà hoàn thành cái bài tập chết tiệt đó. May mắn thay là tính cách của Granfell đã giúp Hael có thể quyết tâm mà hoàn thành được nhiệm vụ. Và phần thưởng sau một tuần dài hành xác thì cuối cùng Hael cũng đã đạt được phần thưởng đầu tiên là tăng chỉ số cho thể lực và trí lực. Vật phẩm tăng chỉ số vô cùng đắt đỏ, ấy vậy mà chỉ cần hành xác bản thân một tuần Hael đã thu được tới 4 điểm thuộc tính. Tự nhiên Hael thấy cái nhiệm vụ này cũng được đấy chứ, không đến nỗi căm thù nó nữa đâu. Cùng lúc thì Hael cũng bắt sóng được thông tin về bản cập nhật mới về bá tước Dracula ma cà rồng kia. Cả cõi cộng đồng mạng đang ồn ào hết cả lên vì cái khả năng cân bằng game y chang như cái công ty âm nhạc Rito vậy. Quỷ là một loại quái vật người chơi không muốn va phải nhất và thường thì phải cao hơn nó 10 level thì người chơi mới miễn cưỡng muốn bem quỷ. Vậy nên chắc chắn là bá tước Dracula vừa mới cập nhật kia là quái vật chẳng bố con thằng nào muốn va vào cả. Nhưng vấn đề là, trong danh sách nhiệm vụ chức nghiệp của Hael yêu cầu cậu ta phải săn được một con ma cà rồng mới khoai chứ. Hael tìm kiếm thông tin và biết khe nứt có phó bản Dracula đang ở Nga và cậu ta cần phải đến tòa tháp pháp sư để sử dụng cổng dịch chuyển. Cũng bởi vì thế mà rất nhiều bang hội lớn trên toàn thế giới có thể mở chi nhánh tại Hàn Quốc. Nhân cách Granfell trong người Hael đúng chuẩn tác phong, nghĩ là làm ngay, không chút chần chờ khoác vest lên đường tới tòa tháp luôn. À nhưng mà trước khi đi thì phải chuẩn bị tí hành trang cái đã. Mấy thứ như quần áo trang bị thì có thể cho qua, nhưng mà trà túi lọc thì không thể thiếu được, cả bình nước giữ nhiệt nữa chứ. Tại tòa tháp pháp sư lúc này, cánh truyền thông đã nhốn nháo hết cả lên bởi hôm nay Guiger Aon sẽ xuất kích tiến về phía khe nứt. Mặc dù việc sử dụng cổng dịch chuyển tốn khá nhiều mana và không phải ai cũng có thể sử dụng được, nhưng mà một Gui hàng đầu như Gaon thì phải đi đường này nó mới phong cách chất chơi chứ. Quả nhiên là Guiger Aon dưới sự dẫn dắt của Temin đã di chuyển tới đây, ngay lập tức cánh nhà báo bủa vây lấy bọn họ chật như nêm cối vậy. Temin thẳng thắn lắm, cậu ta tuyên bố luôn vẫn chưa tìm được cách để mà bem đầu bá tước Dracula đâu, nhưng mà không sao cả, cứ vừa đánh vừa lập kế hoạch là được rồi. Còn cái việc mà Gaon xuất phát sớm đương nhiên là để dẫn trước so với những đối thủ cạnh tranh rồi, và chắc chắn là méo có chuyện chia sẻ thông tin ở đây đâu. Ờ thì có thể các hội khác sẽ áp đặt lý do vì nền hòa bình thế giới mà đòi thông tin, nhưng mà muốn có thông tin thì tự lăn vào trong khe nứt mà tìm. Đang lúc đám phóng viên lú cả cái đầu chưa nuốt trôi được những điều mà Temin tuyên bố, thì sự xuất hiện của công hội Sinning đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của phóng viên. Người cầm đầu Gui này là LOX, cấp độ đã là 399 rồi và đứng thứ 2 toàn server luôn đó. Bọn họ cũng nhận ra Gui Gaon đang ở đây, nhưng LOX không mấy để tâm đến chuyện này. Bởi các Gui lớn đang lập chi nhánh ở Hàn Quốc, vậy nên vị thế của Gui Gaon đang bị tụt dốc không phanh rồi. Bên này Chao Min khuyên Temin không cần phải xoắn. Cứ làm chậm mà chắc rồi Gui Gaon sẽ lại tỏa sáng trở lại thôi. Về phần liên hệ với Hael thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy, chẳng thể nào liên hệ nổi. Còn về nhân vật đang được nhắc tới lúc này thì Hael đang bắt xe bớt đi tới tòa tháp, đồng thời không ngừng xem các video hướng dẫn sử dụng ma thuật. Hiện tại cậu ta đã có thể nắm rõ cách sử dụng ma thuật rồi, lại còn dùng luôn ma thuật trên xe cơ mà. Dù sao thì Hael cũng đã sử dụng được ma thuật rồi, không biết là bảng kỹ năng của cậu ta có được tăng thêm nhiều hay không. Nhưng điều bất ngờ là không có kỹ năng phép thuật nào trong bảng trạng thái của Hael cả. Hael đi thẳng một mạch vào trong tòa pháp pháp sư, đến trước cánh cổng dịch chuyển. Và Hael cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi mà cậu ta mơ hồ cảm giác được bản thân có thể sử dụng được cả loại phép thuật hệ không gian này. Đang lúc Hael chăm chú quan sát thì cậu ta bị đập cho một cú vào đầu phi thẳng vào trong cổng không gian luôn. Và cái anh dai va chạm với Hael kia là người của Gui Gaon và anh ta đang vác máy chiếu tới để Chao Min phổ cập kiến thức cho cả Gui về khe nứt mới. Cơ bản thì quả phó bản mới cập nhật này được chia làm 3 vòng, trong cùng sẽ là nơi ở của boss bá tước Dracula. Và nếu như trường hợp xấu nhất là khe nứt vỡ ra, thì lâu đài bá tước Dracula sẽ xuất hiện ở ngoài đời thật luôn. Bỏ qua chuyện đó thì ở đầu cầu bên Nga, cũng đang có không thiếu phóng viên và streamer có mặt ở đây để đưa tin về khe nứt. Đang lúc thanh niên streamer kia nhao nháo giới thiệu về khe nứt sau lưng, thì bất ngờ Hael nhắm thẳng hướng này mà bước tới. Còn trưng ra cái bộ mặt rất chi là nguy hiểm kêu thanh niên kia chim cút xôi xéo ngay. À thì thực ra là Hael không có ác ý đâu,
chỉ là cậu ta đang đóng mỗi bộ vest đến nơi lạnh giá này nên đang lạnh teo cham lại thôi ấy mà. Cậu ta hy vọng rằng sau khi tiến vào trong khe nứt thì không khí bên trong sẽ ấm hơn chút, nhưng mà có cái bíp ấy, mơ mộng ít thôi anh dài. Cùng lúc đó ở trong khe nứt, một cô nàng tên Leonie là top 10 người chơi hệ cuồng nhân đang quẩy tung đám quái vật ở chỗ này lên. Và có vẻ là cô nàng này sinh ra là dành cho class cuồng nhân này hay sao ấy, lối ăn nói rất chi là hổ báo trưởng mẫu giáo nhé. Hayel tiến vào bên trong khe nứt vòng ngoài lãnh địa, ngoại trừ quái vật ở đây cấp cao vãi bíp ra thì cái lạnh ở đây sắp làm Hayel phải lấy nhíp gắp tiểu đệ ra đến nơi rồi. Và đám quái vật ở đây cũng hiếu khách ghê gớm, một bầy huyết lang đã đánh hơi thấy mùi người sống và kéo đàn kéo lũ tới đây chào hỏi Hayel. Mặc dù khoảng cách cấp độ của Hayel với đám quái này khá là lớn đấy, nhưng mà cậu ta có búp thiên địch, thế cho nên là kèo này cứ thoải mái mà quẩy thôi, không việc gì phải xoắn cả. Hayel triệu hồi ra con dao gam bạc của mình, kiêu ngạo tuyên bố đám quái vật này chuẩn bị tinh thần lên bảng đếm số hết đi là vừa. Một bên khác, tại chỗ của Leonie và Guy Berset của cô, bọn họ cũng vừa mới làm gỏi xong một đám chó sói. Có điều là bọn họ thấy hơi bị khó chịu rồi đấy, đám chó sói này cứ như là sinh trưởng vô hạn ấy, đánh mãi mà không thấy hết. Leonie chợt cảm thấy có cái gì đó cấn cấn, đám quái vật này chẳng thấy miếng hoảng loạn nào cho dù có bị làm thịt mất khá nhiều. Những thành viên khác cảm thấy Leonie lại bắt đầu bắt bẻ cái quần què gì không biết, nhưng Leonie khẳng định chuyện này vô cùng đáng ngại đấy. Đơn giản mà nói thì đây là một đám quái vật không biết sợ là gì, và như thế thì việc đánh bại bọn chúng sẽ phải đánh đổi rất nhiều đấy. Đúng lúc này, lại có tiếng sói tru lên, nhưng mà nghe nó lạ lắm, rõ ràng nhóm người Leonie vừa mới nhận xét đám quái vật này vô cảm vãi bíp. Vậy mà lúc này đây họ lại nghe được sự hoảng sợ trong tiếng tru của chó sói. Cái này thực sự là gây tò mò nha, Leonie nhất định phải chạy qua chỗ kia hóng thử xem là có chuyện gì xảy ra mới được. Ở phía đám chó sói đang kêu gào loạn cả lên, Hayel đang điềm tĩnh kéo căng cây cung của mình và cảm nhận mana tràn ngập vào đầu mũi tên. Tuy rằng đây chỉ là một mũi tên cùi mía thôi, thế nhưng Hayel lại có thể cường hóa thêm ma pháp vào nó, khiến mũi tên hóa thành một hỏa tiễn phóng thẳng về phía bầy sói. Đợi tới khi nhóm của Leonie chạy tới nơi, thì chỗ này đã ngập tràn xác sói đang gần chín tới, cùng với Hayel thản nhiên ngồi uống trà ở chính giữa bãi chiến trường. Nhìn cái cách mà Hayel đóng nguyên cây âu phục bảnh chọe và nhâm nhi cốc trà trong tay mà nhóm Leonie lú luôn, sao lại có thể có một tên quái dị như này ở trong khe nứt được cơ chứ? Có người cho rằng Hayel là một sờ chimmer chuyên lai chim trong khe nứt và cho rằng cậu ta đã đi theo đoàn công kích nào khác nhưng bị lạc ở lại đây. Leonie có lòng khuyên bảo Hayel nên rời khỏi cái chỗ nguy hiểm này ngay và luôn đi, nhưng mà Hayel từ chối quan tâm nhé, tách trà trên tay cậu ta vẫn cuốn hút hơn Leonie nhiều. Leonie bị bơ thì phát khùng lên, muốn nhảy sổ tới tận Hayel một trận. Thế nhưng mà cô phải tạm gác chuyện này lại thôi, bởi lúc này quân đoàn xác sống lính của bá tước Dracula đã vây chặt chỗ này lại mất rồi. Leonie ra lệnh cho toàn Guy tập trung phòng thủ, trong khi cô cover lại tuyệt kỹ Alpha tung một đường là lướt gạt nhẹ đầu của vài con xác sống đang tiến lại gần. Ờ thì đám xác sống oánh cận chiến còn có thể tìm cách giải quyết được, chứ còn đám chơi cung ở phía xa xa thì kèo này Guy Berset oẳng là cái chắc rồi. Nhưng mà không việc gì phải quắn cả, vì Hayel vẫn đang ở đây thưởng trà cơ mà. Từ nãy tới giờ Hayel đã tập trung quan sát bình giữ nhiệt trong tay mình và cân nhắc xem nếu những ma thuật mà bản thân sử dụng vốn không được liệt kê thành kỹ năng, vậy thì lượng mana tiêu tốn cho nó có mất nhiều hay không. Ờ thì cứ thử mới biết được, Hayel ném ra cái nắp bình giữ nhiệt trong khi sử dụng ma thuật lên nó. Ngay lập tức một bức tường rắn chắc xuất hiện cản toàn bộ mưa tên của đám xác sống lại, cứu nguy cho Guy Berset. Sau màn thể hiện đỉnh cao này thì Hayel đã có thể khẳng định rằng thứ cậu ta đang sử dụng không phải là kỹ năng, mà nó là bản chất của ma thuật luôn rồi. Guy Berset nhìn bức tường to lớn mà Hayel vừa mới tạo ra thì ngờ ngợ cho rằng cậu ta là một nhà giả kim. Cái này cũng không sai, bởi Hayel đã can thiệp vào mana của một vật thể nhất định để biến đổi hình dạng của nó mà. À thì bức tường kia đã chặn được công kích tầm xa của đám xác sống rồi đấy, thế nhưng mà như vậy cũng chưa kết thúc được đâu. Đám xác sống oánh cận chiến cũng đông như quân nguyên ấy và chúng đang ùn ùn kéo đến kìa. Tự nhiên cơn vã trà của Hayel lại phát tác, thế cho nên là anh dai không có ý định ra tay đâu. Giờ Guy Berset muốn đánh như nào thì đánh, không đánh được thì té đi rồi Hayel ra tay sau vậy. Leonie cũng chuyển đổi vũ khí của mình thành đôi song đao, lại còn tốt tính nhắc nhở Hayel lùi về phía sau nữa chứ. Chắc cô nàng cho rằng Hayel không có khả năng chiến đấu cận chiến đây mà. Thế nhưng mà Hayel phải lôi bộ cung tên của mình ra để vui đùa một chút rồi, bởi có một con xác sống đang tính úp sọt thành viên Guy Berset. Ngay lúc anh dai tóc xoăn này đang nghĩ quả này toang rồi, chắc ôm luôn thằng bạn đang bị thương cùng nhau lên bảng đếm số mất, thì một mũi tên bọc trong hỏa diễm bất ngờ bắn tới cho con xác sống kia toác đầu luôn. Leonie đứng cạnh quan sát Hayel ra đòn mà cấn cấn ngang, tự nhiên cậu ta lại trở thành cung thủ rồi, thế còn màn thể hiện như nhà giả kim kia là như nào? Chưa hết đâu,
Hayao lại tiếp tục tung một mũi hỏa tiễn về phía một con xác sống khác, khiến Leonie chính thức đầu hàng việc đoán chức nghiệp của Hayao. Mà quan tâm làm cái quái gì, quan trọng là sau đó Weberset đã an toàn dẹp sạch cái đám quái vật kia nhờ có tay to gánh tim cực chất lượng Hayao. Leonie không quá quan tâm về việc thu thập chiến lợi phẩm sau khi bem quái, lúc này cô còn đang bận cảm thấy khó chịu khi Hayao luôn bơ đẹp mọi câu hỏi của cô kìa. Nhưng dù sao thì, Leonie cũng phải công nhận rằng nếu như không có Hayao gánh tim thì toàn bộ Weberset đã nắm tay nhau đi gặp Diêm Vương hết rồi. Leonie rất muốn cảm ơn Hayao một tiếng, nhưng mà vấn đề là cô nàng này vẫn chưa hết cay vụ Hayao bơ đẹp cô từ nãy tới giờ. Nhưng mà ánh mắt cô thì cứ dán chặt lên người Hayao thành ra khiến cậu ta để ý tới. Lúc soi mói người ta thì được, thế nhưng đến lúc Hayao nhìn lại thì Leonie ngượng chín cả mặt không chống đỡ nổi ánh mắt ấy. Leonie còn tưởng là Hayao muốn mời cô uống trà cùng cơ, thôi thì cô miễn cưỡng chấp nhận cũng được á, nhưng mà tỉnh ngủ đi nàng ơi. Nghĩ gì Hayao tốt tính như vậy, đặc biệt là khi đụng đến trà nhé, Hayao không chia sẻ cho ai khác đâu. Lời nói này vừa ra khiến Leonie muốn nổi khùng ngay tại chỗ luôn á trời. Lúc này ở bên ngoài, đội ngũ phóng viên đang túc trực chờ đợi để có thể cập nhật những tin mức mới nhất về quả khe nứt 200 cân bằng mới xuất hiện kia. Và hiện tại thì mới chỉ là phần rìa ngoài của phó bản thôi đấy. Có tới cả trăm khe nứt để tiến vào vòng ngoài phó bản và cần phải bem hết đống khe nứt này thì mới có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo được. Hiện tại các gui hàng đầu đều đã tiến vào trong khe nứt, không biết là tổ đội nào sẽ hoàn thành càn quét khe nứt đầu tiên đây. Ứng cử viên sáng giá nhất cho vụ này chắc là gui Gaon và gui Sinning rồi. Lúc này ông chú trông như giám đốc truyền hình cũng đang túc trực ngay tại khu vực cổng khe nứt để còn cập nhật thông tin cho nóng. Hiện tại thì gui Sinning đang có ưu thế rõ ràng hơn khi có tiến độ công phá rất gì và này nọ. Thế thì phải cắt cử ngay người tới trước khe nứt mà Sinning đang công phá để trực sẵn, ngay khi gui này xuất hiện cái là phải bớ lại phỏng vấn ngay. Đúng lúc này, có người bắt được thông tin đã có tổ đội càn quét xong một khe nứt thuộc vùng lãnh thổ ngoại ô rồi. Mà cũng không biết là tổ đội nào đã hoàn thành đầu tiên nữa cơ, vì cây cối tùm quá drone không thu được hình ảnh. Và ngạc nhiên chưa nào các anh giai, tổ đội đã quét sạch khe nứt đầu tiên lại không phải là Sinning hay Gaon, mà lại là Berserk của Leonie. Để mà nói thì Weberset chỉ đứng hạng 32 toàn server thôi, thế nên việc bọn họ có thể hoàn thành càn quét đầu tiên là điều không thể nào tin nổi. Thậm chí là ông chú giám đốc nhà đài còn không nghĩ tới là Weberset dám đi công phá khe nứt cơ mà. Hơn nữa trông bọn họ còn rất chỉnh chu như chẳng gặp phải rắc rối gì lớn cả. Nhưng mặc kệ là có chuyện gì đã xảy ra đi, Weberset vẫn là nhóm hoàn thành khe nứt đầu tiên, vẫn cứ phải phỏng vấn bọn họ xem như nào cái đã. Cũng có phóng viên nhận ra Hayao lạc lõng giữa cái công hội toàn người châu U này, vậy nên cũng tiến tới hỏi thăm tí xem thế nào. Nhưng mà Hayao không có rảnh đâu, lặn đi cho nước nó trong xem nào. Nhìn cậu ta dữ dằn nguy hiểm thế thôi, chứ thực ra là Hayao đang lạnh quá không trụ nổi nữa rồi. Về phần Leonie khi bị cánh phóng viên bủa vây lấy thì cũng chỉ chốt một câu đơn giản là miễn bình luận thôi. Rõ ràng là các thành viên muốn ăn hôi công sức của Hayao, thế nhưng mà Leonie lại đang khó chịu với cái thái độ của anh dai vãi cả bíp. Nên là méo có tâm trạng để mà cướp công luôn á. Đã thế ngay khi rời khỏi khe nứt thì Hayao không ở lại để trả lời cánh phóng viên mà lại đi thẳng về nhà luôn chứ. Không muốn nói đâu, nhưng mà Leonie thực sự cục cằn như con chihuahua ấy, người thì bé mà lắm mồm thực sự. Leonie không thể hiểu tại vì sao Hayao lại bỏ mặc một buổi phỏng vấn như thế, nó hoàn toàn có thể là cơ hội để cả một gui đổi đời luôn đó. Mà bỏ qua chuyện đó qua một bên đi, lúc này có một hội chinh phục khe nứt ngay bên cạnh cũng đã hoàn thành rồi đây, và bọn họ chính là Gui Wan. Nhìn Taemin và nhóm thành viên của cậu ta mệt mỏi bước ra cũng có thể thấy được bọn họ chật vật như nào, nhưng mà phải thế mới hợp lý ấy. Ngay khi nhìn thấy Gui Berserk đang xuất hiện gần đó, Taemin cũng vô cùng ngạc nhiên khi Gui của mình lại không phải là tổ đội càn quét thành công khe nứt đầu tiên. Tại điểm dựng trại của Gui Gaon, hai anh em Chaomin làm ly mì xì sụp cho nó lại sức, chứ bem quái trong khe nứt muốn hụt hơi rồi. Thế nhưng mà khi xem lại đoạn ghi hình của Leonie nhận xét về việc ngoài Gaon thì Hàn Quốc cũng còn nhiều người tài ra phết đấy, khiến Taemin không thể nào nuốt trôi được. Cậu ta cảm thấy Leonie như kiểu đang kinh thường mình ấy. Nhưng mà Chaomin lại không cho là thế, có thể là Leonie đã gặp được người chơi Hàn Quốc nào đó trong khe nứt mà gui của cô ta chinh phục thì đúng hơn. Nhưng mà những kẻ Taemin có thể nghĩ tới được đều còn đang sấp mặt ở trong khe nứt cơ mà. Đã thấy ló cái mặt ra ngoài đâu. Thực ra thì trong đầu Chaomin có thể nghĩ ra được một người nữa đó. Và lúc này người mà Chaomin đang nghĩ tới đang bận ở nhà cảm nhận làn nước ấm nóng chảy qua cơ thể kia kìa. Thực sự là Hayao không muốn trải nghiệm lại cái lạnh giá của Nga ngố chút nào nữa. Nhân cách của Hayao rất muốn ném người lên giường và đánh một giấc cho nó đã. Nhưng mà nhân cách Granfell bảo đéo nhé, nhà cửa như cái chuồng lợn, phải dọn dẹp trước đã rồi làm gì thì làm. Dọn nhà xong thì phải đá một bữa ăn thật heo thì sau đó là tự thưởng cho bản thân một tách trà thơm phức nữa chứ. Thôi thì giờ cũng tỉnh cả ngủ rồi,
hay eo đi check thử chiến lợi phẩm cái đã. Đồ đạc kiếm được cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng ít nhất thì cậu ta cũng đã tăng thêm được 19 cấp độ nữa rồi. Quả thực là chinh phục hầm ngục cấp cao mang lại lượng kinh nghiệm vô cùng dồi dào, thế nhưng mà nguy hiểm đi cùng cũng sợ vãi cả bíp ra ấy chứ. Mặc dù Hayel có thể sử dụng ma pháp thay cho kỹ năng, làm thế thì lượng tiêu thụ mana sẽ giảm đi đáng kể và Hayel có thể spam được nhiều chiêu thức hơn, nhưng mà thời gian hồi phục mana của cậu ta quá chậm. Đấy cũng là điều buộc phải chấp nhận thôi, bởi Hayel không có vật phẩm tăng cường khả năng hồi mana. Thợ săn quỷ vốn là một chức nghiệp chẳng có lợi thế gì ngoài việc được búp bẩn khi bem nhau với quỷ mà. Tự nhiên Hayel lại thấy lạnh sống lưng á, cậu ta nhớ tới cái tính xấu rất chi là xấu của Granfell. Nếu như có người đánh giá thấp cậu ta, thì cậu ta sẽ tìm mọi cách chứng minh bản thân. Mà nếu có ai đánh giá cao cậu ta, thì Granfell lại đáp ứng kỳ vọng của họ và biến điều đó thành sự thật. Đơn giản hóa thì là Granfell là cái kiểu người quá dễ bị khích đều. Vậy cho nên là, Hayel với sự điều khiển của nhân cách Granfell lúc này đang chuẩn bị cày ra để bù đắp sự thiếu hụt của mana trong quá trình chiến đấu rồi đây. Và tất nhiên là, làm gì thì làm cũng phải rượt một vòng luyện tập như Saitama để tăng cường sức khỏe cái đã. À nhưng mà, ông tổ của sự chỉnh chu này phải rửa bát đĩa rồi mới đi luyện tập được. Ít nhất thì Hayel lúc này cũng đang thể hiện ra bản thân là một hình mẫu lý tưởng đấy chứ. Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu, ngoại trừ cái mỏ hỗn ra. Hayel mặc nguyên cây vest của mình để luyện tập, trong khi vẫn không ngừng nghe ngóng thông tin cập nhật tình hình của khe nứt mới. Lúc này vòng ngoài cùng của phó bản đã được chinh phục gần xong rồi và phần lãnh địa thứ hai sẽ nhanh chóng mở ra. Đặc biệt hơn, ở khu vực thứ hai lãnh địa bá tước đã nhảy thẳng lên tiến độ phá hủy 60% rồi. Điều này rất có thể dẫn đến việc các thợ săn sẽ không kịp càn quét nó trước khi khe nứt sụp đổ. Điều này nghe chừng là vô cùng phi lý, nhưng có thể khẳng định rằng quái vật bên trong khu vực thứ hai này sẽ vô cùng mạnh mẽ đó. Từ các nhà phân tích của các guild lớn tới tổ chức đưa tin đều vô cùng đau đầu không thể xác định rõ ràng nguyên nhân dẫn tới tiến trình sụp đổ của khe nứt tăng tốc đột biến. Một điều có thể xác định là một khi khe nứt sụp đổ thì chắc chắn là đám quái vật sẽ biến toàn bộ phạm vi xung quanh thành bình địa. Có lẽ người duy nhất biết được nguyên do thực sự chỉ có mình Hayel thôi, bởi nó là thông tin mà chỉ có chức nghiệp thợ săn quỷ mới biết được. Ma cà rồng là loài có thể chia sẻ quyền năng tới cấp dưới thông qua máu của chúng, và một khi đám lâu la bị làm thịt, thì quyền năng cũng sẽ quay trở lại với chủ nhân vốn có của nó. Tức là bá tước Dracula thu lại toàn bộ quyền năng ở lãnh địa ngoài cùng, sau đó chia sẻ lại cho đám quái vật ở khu vực thứ hai rồi. Cũng tức là nếu như khu vực thứ hai bị công phá, thì toàn bộ quyền năng sẽ được hoàn trả lại cho bá tước Dracula, đồng nghĩa với việc khe nứt lâu đài bá tước sẽ sụp đổ ngay khi xuất hiện. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được bước chân của Hayel tìm tới và bem đầu đám quái vật kia đâu. Vài thanh niên sờ chim mờ vẫn đang bám trụ trước khu vực khe nứt xuất hiện trên lãnh thổ của Nga ngố để đưa tin, tầm này thì chỉ còn khoảng 5 tiếng nữa thôi là khe nứt sẽ sụp đổ. Vẫn có rất nhiều guild đang tập trung nhân lực trước khe nứt để chuẩn bị tiến công, mặc dù không biết là cố gắng này có kịp hay không. Vấn đề là ở khu vực thứ hai này số lượng khe nứt hạn chế hơn nhiều, thế nên là nhiều công hội đã phải cùng tiến vào trong một khe nứt cạnh tranh cùng nhau. Đồ lót được và điểm kinh nghiệm sẽ được phân chia dựa trên đóng góp chứ không phải là có thể vào hít ké kinh nghiệm đâu. Lúc này Chelmin cũng đã đi thám thính xung quanh một vòng và mang cái bộ mặt như đưa đám của mình về cùng thông tin cho mọi người. Ít nhất có tin tốt lành đó là Gui Xining đi ngược hướng với Gaon và rất có khả năng bọn họ sẽ va nhau với Gui nhất thống thiên hạ, nghe cái tên là biết của mấy người hàng xóm phương Bắc rồi. Các hội khác cũng đang có những kèo va chạm nhau nảy lửa ra phết đấy. Và chỗ của Gui Gaon cũng không yên bình đâu, có vẻ như Gui đang tìm đấy đây có chút thù oán cá nhân với Temin hay sao ấy. Gui vừa tới là Inazuma, đứng hạng 4 toàn thế giới, với sự dẫn dắt của pháp sư top 6 toàn server Hisaji. Rồi luôn, hóa ra không phải tư thù cá nhân gì cả, vốn hằn quắc với Nhật Bổn đã chẳng ưa gì nhau rồi mà. Lúc này Temin và Hisaji đang muốn va nhau lắm rồi đấy, hay là thôi dẹp miệng cái khe nứt qua một bên mà bem nhau tại chỗ luôn đi nhỉ. Đám sờ chim mơ với phóng viên thính vãi cức ra ấy, chưa gì đã đánh hơi được mùi đờ ra ma và kéo nhau tới đây luôn rồi. Chamin thì có cái nhìn đại cục hơn, anh ta khuyên em trai đừng nóng, khe nứt vẫn là vấn đề lớn hơn á, nhưng mà vấn đề là đám lăng xăng bên ngoài không có ý định để chuyện này chìm xuống đâu. Bọn họ bắt đầu bơm đều Gui Inazuma đang xếp trên Gui Gaon một bậc, hơn nữa ở bảng lực chiến cá nhân thì Temin cũng đang bị Hisaji cho hít khói hơn bị xa đó. Tầm này thì Chelmin cũng méo nhịn nổi nữa, quyết định phải cùng em trai ôn in luôn làm một trận với Gui Inazuma cái đã. À thì tưởng là bem nhau cơ, nhưng mà chuyện này lại không xảy ra. Hai bên chỉ khè nhau chút cho vui, sau đó tranh nhau tiến vào trong khe nứt trước thôi ấy. Ở bên khác, Gui Xining của mấy bố mẽo và Gui nhất thống thiên hạ của ông trùm hàng nhái tung của cũng đang va chạm. Rồi mấy thanh niên ở bên trời U cũng đang cùng tiến vào một khe nứt để mà khè nhau nữa. Lúc này chỉ có Hayel là chiêu nhất thôi. Cậu ta đã tiến vào khe nứt khu vực thứ hai từ lâu rồi,
và lúc này còn đang rảnh rỗi thưởng trà nữa cơ mà. Sau khi bem nhau ở khu vực ngoài cùng xong, Hayao nghiệm ra được một điều rằng việc hết mana là vô cùng nguy hiểm. Vậy nên cậu ta cần tìm ra được cách sử dụng mana hiệu quả trong cuộc chiến lần này. Hayao đã nghiên cứu sử dụng ma pháp để biến những cục đá vụn dưới đất trở thành tách uống trà và bàn ghế đầy đủ. Nhưng mà đồ vật càng phức tạp thì lại càng yêu cầu tiêu tốn nhiều mana hơn. Đúng lúc này thì một đám binh lính xác sống mò tới chỗ của Hayao, vừa hay để cậu ta test thử vài suy luận mới. Hayao kích hoạt ma pháp nhìn hoành tráng như một đại pháp sư vậy, điều khiển đất đá xung quanh tụ lại đè ép cho đám xác sống dẹp lép như con tép. Nó là thứ mà Hayao vừa mới tìm ra, điều khiển cho vật chất hồi phục lại trạng thái ban đầu thì sẽ gần như không tốn chút mana nào. Và nó được Hayao đặt cho cái tên ma thuật hồi quy, nghe đã thấy ngầu bá cháy con bọ chết rồi. Trong khi đó ở một bên khác, Taemin đang dẫn theo các đồng đội quẩy cực xung chặt đám chiến binh xác sống ra thành mảnh vụn. Tuy vậy Taemin vẫn không thấy vui chút nào mà còn lo lắng nữa bởi số lượng quái vật ít ỏi một cách bất hợp lý. Mật thám bên Gui Gaon trở về cũng báo cáo rằng tình hình bên phía Gui Inazuma cũng y chang như vậy. Rõ ràng là hai Gui đã lựa chọn đi ngược hướng nhau, nhưng không thể có chuyện cả hai phía đều có lèo tèo vài con quái như thế được. Lúc này Hisaji cũng đã dẫn theo người của mình tới chỗ này, còn khều khều xem Taemin có hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hay không. Taemin méo biết, mà có biết thì cậu ta cũng không có ý định chia sẻ với Hisaji đâu. Đúng lúc này Chaomin từ bên ngoài liên hệ tới và khi biết nhóm Taemin đang ở một nơi trông như quảng trường thì vội vàng gào mồm lên kêu bọn họ nhanh chóng chim cút khỏi chỗ đó ngay. Cùng lúc, một bầy quái vật kỵ sĩ xác sống không biết từ đâu mò ra đang lao nhanh như tên bắn hướng thẳng về phía nhóm Taemin đang đứng. Nhìn đám kỵ binh xác sống đang bao vây xung quanh nhóm người chơi mà Taemin đã có thể hình dung ra một kết cục toang vãi bíp rồi đây. Với địa hình bằng phẳng thì sức cản của kỵ binh được tăng lên vượt bậc. Tầm này thì có tăng cơ đứng chống đỡ ở tiền tuyến cũng không mấy ăn thua. Hisaji cực chẳng đã, nhưng buộc phải lên tiếng nhờ vả Taemin yểm trợ sau lưng thôi, vì riêng lẻ một Gui chắc chắn là không chống đỡ qua kèo này được. Lý thuyết thì là thế chứ thực hành nghe chừng là khó đấy, bởi kỵ binh xác sống tuôn ra từ mọi phía chứ chẳng chừa cái góc nào cả. Chaomin ở bên kia đầu dây vẫn cố gắng cảnh báo Taemin nên rút lui càng sớm càng tốt, đến cả hội nhất thống thiên hạ còn sấp mặt lìn vì cái đám kỵ binh đấy chứ không đùa được đâu. Ừ thì Taemin cũng muốn lui lắm chứ, nhưng mà bị bao vây tứ phương thế này thì lui về đâu được bây giờ. Đúng lúc này, một ma pháp mạnh mẽ bất ngờ được thi triển phía sau lưng của Taemin, khiến anh dai giật bắn cả mình. Đám kỵ binh đang lao thẳng tới kia cũng toang toác khi mà mặt đất rạn nứt tựa lưa hết cả ra, sau đó vô số cột đá liên tiếp trồi lên khỏi mặt đất. Đợi tới khi nhóm Taemin định thần nhìn lại, thì địa hình đã bị thay đổi hoàn toàn, khu vực bằng phẳng rộng lớn lúc trước đã bị thay thế bởi vô số cột đá dựng đứng lên. Để mà nói thì, màn chào sân này của Hayao thực sự là hoành tráng đấy. Chaomin ở bên kia đã thu được hình ảnh và nhận ra người vừa xuất hiện kia, chỉ là đến cả Chaomin cũng không tin được Hayao lại có thể bá đạo tới mức này. Nhìn Hayao lúc này cứ phải gọi là đấng cứu thế luôn ấy chứ. Tự nhiên khung cảnh lại chuyển qua cậu thanh niên sờ chim mơ nào đó. Phải nói là cậu ta hết mình vì khán giả đấy, dám mò vào cả bên trong khe nứt để mà theo chân Gui Gaon luôn cơ mà. Và cũng phải công nhận là thanh niên này chiều viewer thực sự, mọi người đòi chuyển qua theo chân hội Inazuma cho nó khác bọt cái là thanh niên này đồng ý liền. À nhưng mà hai Gui này đang song hành cùng với nhau luôn mà. Đó cũng chính là lúc một vụ chấn động mạnh mẽ chợt xuất hiện bên trong khe nứt này đó, và thanh niên sờ chim mơ này phải chạy qua hóng ngay và luôn mới được. Trở lại chiến trường thì Hisaji đang rất chi là sững sờ trước sự xuất hiện của Hayao. Cậu ta vừa mới thay đổi hoàn toàn địa hình ở khu vực này mà không thèm niệm chú luôn đó. Điều khiến Hayao càng trở nên bí hiểm và bá đạo hơn nữa là cậu ta đang đóng một bộ âu phục để đi bem quái và trên tay còn không thèm cầm theo bất cứ thứ vũ khí gì nữa chứ. Nhưng mà tạm thời không cần phải lúc để đánh giá sâu về Hayao đâu, đám kỵ sĩ xác sống kia vẫn còn lại kha khá và chúng đang một lần nữa tông đầu về phía này đây. Nhưng mà nhờ có những trụ đá Hayao vừa mới tạo ra mà đám kỵ sĩ kia di chuyển chậm hơn rất nhiều rồi. Taemin rất muốn cảm ơn Hayao về công trình cậu ta vừa tạo ra, nhưng mà để sau đi, lúc này Taemin còn bận bật chế độ cuồng bạo lên để bem đầu mấy tên kỵ sĩ xác sống cái đã. Có đống trụ đá vừa cản trở di chuyển của địch vừa tạo điểm tựa di chuyển cho nhóm Taemin thế này, thì trận đánh này thắng là cái chắc. Taemin nhảy tới vung cây trọng kiếm trong tay bổ xuống một đòn, lập tức khiến cái đám kỵ sĩ xác sống kia sấp mặt lìn cả lũ. Nhìn Taemin quẩy sung như thế những người chơi còn lại cũng ngứa tay. Tất cả đồng loạt cầm chắc vũ khí trong tay phản công ngược lại đám quái vật. Những người xem livestream của anh chàng Sờ Chim Mơ vừa mới mò tới nơi kia cũng lú như con cú, không hiểu Hayao là ai và từ đầu ra mà lại bá đạo quá sức tưởng tượng như vậy. Hơn nữa lúc này Hayao còn đang vung tay làm nhẹ vài phát phép nghịch đảo, đối đầu với lũ kỵ binh xác sống lao tới như một trò đùa luôn. Hayao ung dung tiến lại gần con kỵ binh xác sống đã bị đánh cho thoi thóp, rút con dao găm bạc của mình ra muốn xiên đầu con này chơi.
cậu ta đang không muốn con dao trong tay bị giảm mất độ bền chút nào. Thế là Hael nghĩ ra cái trò biến con dao trở thành trạng thái gốc trước khi sử dụng, như thế thì độ bền của nó sẽ được giữ nguyên rồi. Nghĩ là làm, Hael biến đổi con dao găm trong tay trở thành một chiếc dùi bạc. Sau đó xiên thẳng vào đầu con kỵ sĩ xác sống kia để kiếm chút kinh nghiệm chơi, sau đó lại biến đổi nó trở thành con dao như lúc đầu. Lúc này thì chiến trường cũng đã được dọn dẹp xong xuôi và cuối cùng thì Tây Mình cũng có thời gian để mà tiếp cận Hael rồi. Được tận mắt chứng kiến khả năng của Hael lại càng khiến Tây Mình muốn chiêu mộ được cậu ta bằng mọi giá, đặc biệt là khi đám người Gui Inazuma cũng đã được nhìn thấy màn thể hiện của Hael. Nhưng mà không đợi các tay to có hành động gì thì thanh niên Sir Chimmer đã tiếp cận Hael trước rồi, cậu ta muốn phỏng vấn Hael vài điều. Nhưng mà nhìn mặt Hael xem cậu ta có vui lòng trả lời phỏng vấn hay không hả? Thanh niên Sir Chimmer kia còn chưa có nhận được câu trả lời của Hael, thì một đám người chơi của Gui Inazuma đã kéo tới rồi cố gắng bắt chuyện làm quen với Hael rồi, mục đích chủ yếu vẫn là mời mọc cậu ta vào Gui ấy mà. Nhưng mà cái đám Inazuma này còn chưa kịp nói được mấy câu, thì lại tới lượt Tây Mìn như cái xe tăng hạng nặng lao tới rẽ sóng đám người ra, sau đó bắt chuyện với Hael. Tây Mìn nhắc tới chuyện cậu ta đã gửi tin nhắn muốn chiêu mộ Hael về với Gui của cậu ta trước đó rồi đấy, cốt là để tạo lợi thế so với những người khác. Thế nhưng mà đáp lại tất cả những lời gạ gẫm làm quen này chỉ có thái độ rất chi là khó chịu của Hael mà thôi. Cậu ta từ chối thẳng thừng khiến Tây Mìn đứng như trời trồng tại chỗ luôn, lại còn tuyên bố là xéo khỏi mắt bố mày cho đỡ khó chịu nữa chứ. Và toàn bộ đoạn hội thoại ngắn này lại vô tình được thanh niên Sir Chimmer thu lại được, thế là tất cả viewer dậy sóng khi được chứng kiến Tây Mìn bị từ chối thẳng thừng luôn. Hồi lâu sau, ở cứ điểm của hội Sinning, những thành viên cộng cán nhất của Gui đang tập trung lại đây để bồi tiếp LOX ngâm cứu video chiến đấu của Hael. Anh ta muốn biết cảm nhận của mọi người như thế nào, nhưng mà chẳng có ai quan tâm đến cái chuyện này cả. Cung thủ Camilla từ chối cho ý kiến, cô không phải chuyên gia phân tích, còn anh Jai Dimitri thì chỉ muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Anh Jai đã phải cố gắng lắm mới set up được một buổi hẹn hò, thế nhưng chỉ vì LOX muốn phân tích được sức mạnh của Hael mà Dimitri đã phải dán mông ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Dimitri cho rằng LOX đang cố tình ghen tị với Hael, rằng rõ ràng việc anh ta đã càn quét thành công khe nứt khu vực thứ hai đầu tiên thì phải trở thành chủ đề nóng hổi mới đúng. Đằng này Hael lại chiếm sóng hoàn toàn không kiêng nể gì ai cả. Tóm lại thì Dimitri không muốn lỡ mất buổi hẹn hò mây mưa của mình đâu, thế cho nên là tạm biệt hội trưởng anh đi suy nghĩ bằng cái đầu dưới đây. Khi LOX chỉ còn lại một mình, bất ngờ một cô nàng theo class phù thủy xuất hiện phía sau anh ta và tỏ ra vô cùng tò mò về Hael. Cô là Jessie, là người chơi hạng 4 toàn thế giới đó. Cô nàng dường như đã nhận ra có điều gì đó khác biệt trong lối sử dụng ma thuật của Hael rồi, và điều đó khiến Jessie càng thêm tò mò về anh giai tóc trắng quý sơ tộc của chúng ta. Bên phía hội Inazuma, thì hội trưởng Hisaji cũng nhận được một cuộc gọi và được yêu cầu phải lôi kéo bằng được Hael về phía bọn họ. Ngày hôm sau, báo đài bắt đầu đưa tin rầm rộ về cuộc càn quét khe nứt khu vực 2. Trước hết đó là mấy anh giai mẽo Sinning với sức mạnh vượt trội đã đấm đầu mấy thanh niên tung của nhất thống thiên hạ. Tiếp theo thì khu vực cuối cùng pháo đài bá tước cũng đã chuẩn bị giáng thế tới nơi rồi và gần như toàn bộ người chơi trên thế giới đang tập trung lại đây. Nếu như khe nứt khu vực cuối cùng này sụp đổ, vậy thì có thể nói lời tạm biệt với mấy anh giai nga ngố luôn được rồi đó. Tiếp theo là tin tức về Hael, một thanh niên ngầu đét, không cần cầm vũ khí luôn, chỉ mang áo khoác và một bộ âu phục không có miếng nào giống như đi bem quái luôn á. Mọi người đồn đoán rằng Hael ao chỉnh quá rồi, thế nên là còn không thèm mang theo trang bị để mà công kích luôn á. Và mọi người còn ca ngợi cả pha cứu thua đi vào lòng người của Hael đã cứu Gui Gaon và Inazuma nữa, nhưng nào ai biết được đó là tất cả những gì Hael có thể làm được đâu. Sau màn thể hiện sáng chói vừa rồi, Hael đã kiếm được một chiếc dây chuyền ngâm trong dòng máu bị nguyền rủa, thứ đồ chơi này đang bị phong ấn, cần phải giải lời nguyền thì mới thu được đồ ngon thực sự. Cái đồ chơi này thì hầu hết người chơi sẽ vứt đi, nhưng mà kỹ năng độc quyền lễ trừ tà của class thợ săn lại có thể sử dụng rất tốt loại vật phẩm này. Một khi sử dụng vật tế, kỹ năng lễ trừ tà có thể mời ác quỷ xâm nhập vào trong tâm trí và bem nhau trong tâm trí thì thợ săn quỷ vẫn tự tin rằng bản thân cứng hơn mấy con quỷ nhiều. Lúc này, điện thoại chợt rung lên, là điện thoại của Chelmin gọi tới. Hael sợ rằng anh ta gọi tới để mắng vốn Hael dám xúc phạm em trai mình, thế nên là tốt nhất không nên cầm máy để nhân cách Grandfell khẩu nghiệp thì hơn. Hael muốn nhắn tin lại hỏi thăm một cách lịch sự, nhưng khổ nỗi là nhân cách Grandfell bị chột khả năng này hay sao ấy. Dù sao thì Tây Mình cũng không hề có ý trách móc Hael, cậu ta còn muốn xin lỗi và đền bù vì sự mất lịch sự trước đó nữa cơ. Rõ ràng là khi xem lại biểu cảm của Hael trên truyền hình thì mặt cậu ta trông khó ở thật, đấy là do Hael cạn sạch mana nên mới có biểu cảm đó ấy chứ. Cùng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, lâu đài bá tước bất ngờ xuất hiện ở thế giới thực trước thời hạn. Bởi màn úp sọt đột ngột của lâu đài bá tước,
mà không ít người thường đã lên bảng đếm số rồi. Ngay khi tất cả người chơi còn đang tập trung vây quanh lâu đài bá tước và phân vân không biết làm thế nào cho đúng, thì Hael đã xuất hiện và ung dung một thân một mình tiến thẳng vào cổng chính rồi. Điều đầu tiên mà Hael làm khi tiến vào bên trong cổng chính của phó bản lâu đài bá tước đó chính là miệt thị cái tượng đá được đặt ở trước cổng. Nhân cách Granfell cảm thấy cái chỗ này giống như cái chuồng lợn ấy chứ lâu đài gì. Cũng phải thôi, vì dinh thự gia tộc của Granfell còn to gấp chục lần cái chỗ này nữa mà. Bất ngờ lúc này, cái tượng quỷ chắn ngang cổng vào kia bất ngờ cử động, không nghĩ tới nó cũng là vật sống cơ đấy. Nhìn bức tượng siêu toa khổng lồ kia đột ngột di chuyển mà những người chơi khác ở bên ngoài rén tè ra quần, quả này thì Hael lành ít giữ nhiều cũng nên ấy chứ. Bọn họ đang vô cùng phân vân liệu có nên giúp Hael hay không, hay là cứ bỏ của chạy lấy người đi cho nó chắc. Đối diện với con quái vật tượng đá siêu toa khổng lồ đang vung vũ khí về phía mình, Hael mặt vẫn không chút đổi sắc. Cậu ta vung nhẹ cánh tay thi triển ma pháp hồi quy của mình, ngay lập tức bức tượng đá kia chia năm xẻ bảy như thể đã nhận phải một đòn công kích siêu khủng bố vậy. Ở một bên khác, các thành viên Gui Xining đang tập kết ở đây cũng phải giật mình vì tiếng động phát ra từ phía cổng chính tòa thành. Dường như Jesse đã cảm nhận được rằng tiếng động kia là của Hael tạo ra, ngay lập tức cô mặc kệ các đồng đội luôn, mà tự ý rời khỏi đội hình rồi dùng ma thuật lướt trên không trung nhanh chóng chạy về phía cổng chính tòa lâu đài. Quay trở lại sân diễn của Hael, thì nhóm thợ săn làm nền phía sau đang mắt chữ A mồm chữ O không thể tin nổi Hael có thể dễ dàng hạ gục bức tượng đá kia chỉ với một đòn duy nhất. Ờ thì có là quỷ thì nó cũng chỉ là một tảng đá to hơn tí thôi mà, với kinh nghiệm đập đá lành nghề của Hael thì con hàng này chỉ là muỗi thôi. Lúc này kẻ gác cổng đã bị tiễn lên bảng đếm số, các thợ săn khác cũng chẳng còn gì phải rén nữa, lập tức tổng tiến công vào trong lâu đài luôn chứ. Hael không vội tiến vào, bởi lúc này cậu ta vừa được cập nhật nhiệm vụ mới đây. Nhiệm vụ yêu cầu Hael phải khiến ma cà rồng cảm thấy sợ đái ra máu vì bị săn đuổi, nhưng mà làm sao để mà dọa được con ma cà rồng boss cuối ở đây thì Hael chưa có biết á. Nhân cách của Hael còn muốn nghĩ ngược nghĩ xuôi một chút, nhưng mà nhân cách Granfell không rảnh để mà đứng nghĩ đâu, nhà bao việc. Với chức nghiệp thợ săn quỷ của mình, thì Hael dọa bá tước Dracula dễ như bỡn chứ gì. Cậu ta thẳng tiến vào bên trong tòa lâu đài không chút ngần ngại, cho tới khi dừng lại trước một sảnh tiệc. Một cảm giác bất an và khó chịu đột nhiên bao phủ lấy Hael. Mà Hael đã thế, thì thử nghĩ những người chơi khác không có khả năng kháng quỷ như cậu ta thì còn chật vật đến mức nào nữa. Cụ thể như Tây Mìn đây này, thanh niên đô con lực lưỡng đang cảm thấy bất ổn vãi bíp. Cậu ta có cảm giác như những bức tranh của Dracula đang theo dõi mình ấy. Chamin nghe em trai miêu tả thì lập tức nhận ra vấn đề ngay, anh yêu cầu Tây Mìn lập tức đốt hết đống tranh đi. Ngay khi những bức tranh kia bị đốt trụi, Tây Mìn liền cảm thấy đỡ hơn hẳn. Mọi bức tượng hay bức tranh trong lâu đài đều có thể đặt hiệu ứng xấu lên người chơi, thế nên mọi người mới chật vật thế này đây. Mà mới chỉ là mấy đồ vật thôi đã như thế này, thì khi đối diện trực tiếp với boss còn như thế nào nữa. Bên phía Hael lúc này, cậu ta cũng đang cảm thấy khó chịu, nhưng là vì mấy bức tranh xấu xúc phạm người nhìn nên mới khó chịu ấy. Đây là lúc tài năng mỏ hỗn của nhân cách Granfell được phát huy triệt để đây này, cậu ta chửi đến cái độ tranh cũng phải khóc vì xấu hổ luôn á. Rồi thì lại chửi đến thằng kiến trúc sư đã thiết kế ra lâu đài, làm gì mà như một cái mê cung ấy, đần thực sự. Ít nhất thì sau 7-7-49 ngã rẽ khác nhau, cuối cùng Hael cũng đã tìm tới được phòng boss chính rồi. Đằng sau cánh cửa lớn kia sẽ là bá tước Dracula đang đợi sẵn, nhưng mà không gian xung quanh im lặng đến kỳ lạ luôn ấy. Đúng lúc này, Jesse đột ngột xuất hiện lơ lửng trước mặt Hael và vô cùng mừng rỡ khi cuối cùng cũng đã tìm được idol trong lòng rồi. Jesse vô cùng tò mò về ma thuật của Hael và rất muốn biết rốt cuộc là cậu đã làm thế nào để dùng được nó. Nhưng mà nhân cách Granfell trong người Hael thì rất chi là không vừa lòng với thái độ của Jesse. Có quen biết gì không mà cứ bỗ bã thế nhờ, phép lịch sự tối thiểu đâu rồi cô nương. Thôi thì chuyện lịch sự gì đó có thể để sau rồi đem ra xử lý vậy. Kỹ năng thiên địch của Hael đã được búp lên, đồng nghĩa với việc bá tước Dracula đã xuất hiện rồi đấy. Sự xuất hiện của bá tước Dracula khiến Jesse bùn rùn hết cả chân tay, áp lực mà con boss này tỏa ra là quá mức kinh khủng. Nhưng nó chẳng là cái quần què gì đối với Hael cả, cậu ta vẫn thoải mái lấy ra chiếc dây chuyền bị nguyền rủa từ trong người ra và chuẩn bị sử dụng kỹ năng lễ trừ tà chơi đùa với bá tước Dracula một phen. Mục đích mà Hael định làm chính là dùng chiếc dây chuyền kia làm vật hiến tế, sau đó túm cổ tên Dracula kia vào trong tiềm thức của cậu ta để chiến đấu. Mặc dù bá tước Dracula có cấp độ lên tới 430 thật đấy, nhưng mà Hael sẽ có lợi thế sân nhà, nên là ai ăn ai còn chưa biết được đâu. Nhìn Hael lôi ra một cái vòng cổ chẳng mấy bắt mắt, Dracula không hiểu nổi Hael có ý định làm cái gì. Nhưng hắn cứ phải bung lụa toàn bộ uy áp của mình ra để mà lấy le cái đã rồi tính tiếp. Vốn dĩ Dracula đã vượt trội gấp 4 lần Hael về mặt cấp độ rồi, thế mà lúc này hắn còn đang hấp thu toàn bộ chỗ sức mạnh mà hắn phân chia ra cho thuộc hạ nữa. Vậy thì sức mạnh của hắn còn có thể bộc phát tới mức nào cơ chứ?
Chắc chắn là Hayao không thể để Dracula hoàn thành được mục đích của mình rồi, cậu ta ngay lập tức thi triển kỹ năng của mình. Bá tước Dracula đang cười như được mùa vì nghĩ bản thân ăn chắc hai nhân loại trước mắt rồi, thì đột nhiên khung cảnh xung quanh gã thay đổi. Hắn ta bị kéo tới một không gian đồng không mông quạnh chẳng có cái quần què gì cả, duy nhất chỉ có Hayao đang ngồi trên một mỏm đá trên cao hướng ánh mắt nhìn xuống chỗ hắn mà thôi. Mặc dù Dracula nhận ra bản thân đã dính phải một kỹ năng nào đó của Hayao, nhưng hắn vẫn chẳng lo sợ chút nào, hắn tin rằng sức mạnh cách biệt của mình có thể dễ dàng phá tan mọi chiêu trò của Hayao. Vô số đòn công kích tuôn ra như mưa, bao phủ toàn bộ không gian mà Hayao đã kéo bá tước Dracula vào. Dracula tin chắc rằng Hayao đã bị đánh cho thành cho bụi sau đòn công kích vừa rồi rồi đấy. Nhưng mà mọi chuyện đơn giản như thế chỉ có trong trí tưởng tượng của Dracula thôi. Còn ở đây là tiềm thức của Hayao nha, ở đây cậu ta là bố đó. Hayao gạ Dracula mở to cái mắt ra mà nhìn kỹ vào, xem thực sự là ai mới là người phải lên bảng đếm số. Thì lúc này đây, hình ảnh xuất hiện trước mắt Dracula chính là hắn ta bị bem cho sấp mặt lìn, và Hayao thì đang chiếm trệ ngồi trên xác của hắn. Ảo cảnh tới đây là tan vỡ, nhưng Hayao cũng đã đạt được mục đích của cậu ta rồi, bá tước Dracula đang phát cuồng lên kia kìa. Hắn ta tung đòn công kích tứ lung tung, gào thét phẫn nộ không muốn tin những gì bản thân vừa nhìn thấy là sự thật. Hắn ta khăng khăng khẳng định những gì bản thân vừa mới thấy không phải là thật, thế nhưng mà hắn không thể tự kiểm soát để bản thân ổn định tâm thần lại được. Jesse đứng bên cạnh Hayao mà càng lúc càng cảm thấy cậu ta thần bí thực sự. Hayao thì vẫn đang đứng im tại chỗ, trong khi bá tước Dracula thì không biết đã đớp phải bùa mê thuốc lú gì mà đang gào thét ỏm tỏi hết cả lên rồi. Hayao thắng thế không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục bơm đều khiến cho bá tước Dracula càng thêm rối trí. Chỉ trong khoảnh khắc, bá tước Dracula điên cuồng công kích tùm lum và vô tình thổi bay luôn cái nóc của căn phòng này. Jesse thấy Hayao từ đầu đến cuối không thèm di chuyển nửa bước thì cho rằng cậu ta đã tính toán xong từ A đến Z rồi và không việc gì phải né tránh hay phòng thủ cả. Nhưng thực chất cô đâu có biết được rằng Hayao đang thở phào nhẹ nhõm vì bản thân vừa mới thoát chết trong gang tấc, mới vừa rồi cậu ta thậm chí còn không kịp định hình chuyện gì đã xảy ra cơ mà. Bởi vì kỹ năng lễ trừ tà của Hayao vẫn còn đang hiệu nghiệm, thế nên lúc này đây bá tước Dracula đang cảm thấy Hayao như thể tử thần có thể đòi mạng hắn bất cứ lúc nào vậy. Bên nhau trong thế giới tinh thần đơn giản là bên nào có tinh thần vững hơn thì bên đấy thắng thôi, à còn cả là bên nào đang nắm vị thế sân nhà nữa. Rõ ràng là một thợ săn quỷ mẫu mực như Hayao thì không thể nào có chuyện thua kém về mặt tâm lý khi so sánh với một con quỷ được, chỉ là công kích dạng này hiệu quả một cách bất ngờ à nha. Jesse thì không hiểu cái quần què gì cả, cô chỉ thấy Hayao từ đầu đến cuối đứng im không làm gì. Vậy mà cũng đã đủ để khiến tên bá tước Dracula kia rối loạn tâm trí bắt đầu công kích lung tung hết cả lên rồi. Lúc này Dracula đang tấn công điên cuồng một cách vô định và chạy trốn trong sợ hãi nữa. Dracula tuyệt đối không tin bản thân có thể bị một tên phàm nhân lùa cho như vịt thế này được, đó là điều vô lý, phi thực tế. Dù sao thì bá tước Dracula cũng đã dính hiệu ứng sợ hãi rồi, nhiệm vụ của Hayao đã hoàn tất nên kết liễu tên ma cà rồng kia luôn đi cho gọn. Hayao bước tới đâm một dao vào người Dracula, nhưng mà nó chỉ khiến tên boss mất có xíu xiu máu thôi. Thấy bản thân mà ra tay thì phải sáng mai mới xong chuyện mất, Hayao lập tức ra lệnh cho Jesse xử tên Dracula đi cho nhanh. Jesse tự biên tự diễn chắc là Hayao muốn test thử kỹ năng của cô đây mà, thế là cô nàng cũng răm rắp làm theo. Jesse tạo một ma thuật tầm cỡ ultimate của Lux giáng thẳng xuống đầu Dracula, khiến hắn ta cháy khét thành cho đúng nghĩa đen luôn. Đang lúc Jesse tò mò tính nếm thử xem đống cho kia có vị gì, là vô tri hay sở thích lạ vậy má, thì nhóm thợ săn khác cũng đã kịp thời chạy đến đây dưới sự dẫn đầu của LOX. LOX cho rằng Jesse đã tiêu diệt được Dracula, nhưng thấy có cả Hayao ở đây thì anh ta phải nghĩ lại chút này. Jesse không quan tâm tới xung quanh, cô cố gắng tỏ ra nhã nhặn hết sức có thể và ngỏ ý muốn kết bạn với Hayao. Ok, lần này thì cô nàng qua cửa rồi đấy, để nam thần Hayao công bố danh tính cho cô nghe nhé. Tại một căn hộ nhỏ, một cô bé đang hóng bản tin thời sự sau đó vội vàng chạy ra gọi mẹ của mình bởi chú của cô bé đang được lên TV kìa. Và không có gì phải ngạc nhiên cả. Người phụ nữ này là chị gái của Hayao và cô bé xinh xắn kia là cháu của cậu ta ấy mà. Hồi lâu sau, trong khi Hayao đang vào vai anh lao công chăm chỉ dọn nhà, thì điện thoại của cậu ta reo lên điên cuồng. Sau khi bem đầu Dracula, cái bản mặt của Hayao đã bị bế lên khắp các phương tiện truyền thông, thế nên là việc gia đình của cậu ta biết chuyện chỉ là điều sớm muộn thôi. Hayao có ba người chị lớn tuổi hơn và bọn họ khá là thân thiết khi còn nhỏ. Nhưng mà các chị thân thiết với nhau, chứ còn Hayao thì lúc nào cũng bị cho ra rìa và bị mắng cho sấp mặt hết. Lúc này các bà chị đang gọi điện cho thằng em quý tử đây và Hayao thì không dám nghĩ tới các chị mình sẽ xử lý mình như thế nào nữa. Nhưng mà thôi, không cần phải nghe điện thoại nữa bởi ba người chị quý báu của Hayao tìm tới trước cửa luôn rồi kìa. Tốt nhất là Hayao nên ngoan ngoãn mở cửa ra
hoặc là ba bà chị của cậu sẽ phá cửa xông vào trong đó. Thôi thì trốn không trốn được, đuổi cũng không dám đuổi, Hayel chỉ có thể chỉnh đốn lại trang phục để mà ra đón tiếp những bà chị quý báu của mình thôi chứ biết sao giờ. Nhìn thấy Hayel lột xác như thành một con người mới, các bà chị của cậu cũng muốn lú cái đầu luôn, không tin nổi đây là em trai mình luôn á. Tạm gác chuyện gia đình của Hayel qua một bên, thì ở bên khác Chao Min cũng đang theo dõi bản tin thời sự nói về Hayel đây. Anh ta bắt đầu cảm thấy toang kèo rồi, bây giờ Hayel nổi tiếng như thế kia, thì liệu cậu ta có thèm để ý tới Google-AON hay không đây? Tae Min thì không cảm thấy thế, Google của bọn họ sẵn sàng trao cho Hayel đãi ngộ cao nhất, đồng thời bọn họ cũng có phương thức liên lạc với Hayel nữa mà. Tae Min gợi ý rằng chiến lợi phẩm mà Google-AON thu thập được đều là nhờ có Hayel gánh còng cả lưng ra, vậy thì có thể lấy cớ chia chác vật phẩm để mà mời Hayel tới rồi. Tae Min gồng sức bóp luôn chiếc cốc, tuyên bố rằng kể cả không chiêu mộ được Hayel thì cũng phải tạo được ấn tượng tốt trong mắt cậu ta, thế nên là có bao nhiêu chiến lợi phẩm cũng sẽ trao hết. Thì Chao Min đồng ý chuyện này, nhưng mà trước hết Tae Min cứ tự phạt bằng việc ăn năn sám hối sau khi đập phá đồ đạc đi. Tưởng là người chơi top thế giới thì Chao Min không dám đánh à. Quay trở lại với gia đình của Hayel thì mấy bà chị của cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi với giao diện mới của thằng em trai. Mấy bà chị khẳng định là cái giao diện hiện tại chắc chắn là nhân vật mà Hayel tạo ra tầm chục năm trước rồi. Quả quá khứ chỉ muốn chôn sâu giấu kỹ của Hayel lại bị mấy bà chị đào lên một lần nữa. Nhưng mà trêu đùa thế thôi, mục đích thực sự của mấy bà chị là muốn biết Hayel có bị nguy hiểm hay không. Nếu mà khó quá thì bỏ đi, về có các chị hỗ trợ chứ đừng liều mạng các kiểu các thứ. Nhưng mà chắc không phải lo đâu, tầm cỡ được búp bẩn như Hayel mà có chuyện gì mới lạ đấy. Trước khi rời đi, mấy bà chị còn dặn Hayel nhớ sống tiết kiệm nữa, đừng có mà vung tay chơi quá lố đấy. Rõ ràng là phải tiết kiệm rồi, bởi mỗi khi phá đảo được khe nứt thì thợ săn sẽ luôn được chi trả một khoản tiền lớn mà. Hayel không biết bản thân sẽ nhận được bao nhiêu, nhưng mà hình như số dư tài khoản của cậu ta hơi bị nhiều số thì phải. Tại chi nhánh của Guixining tại Hàn Quốc, Camila đang bám víu lấy Jesse để moi thông tin về Hayel. Nhưng mà Jesse không rảnh để mà trả lời đâu, để cô ấy mất tập trung là ăn đòn đó. Bỏ đi, quay trở lại với Hayel, cậu ta trở thành quý tộc thật rồi đó, công phá một cái khe nứt cái là Hayel hốt được hơn 100 tỷ won luôn cơ mà. Sau khi bem đầu bá tước Dracula lúc trước, Hayel đã hốt được một vật phẩm bị phong ấn là ma cầu của bá tước ma cà rồng, cái ngon ở đây nó là vật phẩm độc nhất đó. Nếu là trước đây thì Hayel sẽ chỉ coi thứ này là rác rưởi thôi. Nhưng hiện tại cậu ta đã nhận ra độ ứng dụng của vật phẩm phong ấn để làm lễ trừ tà rồi thì lại thích mấy cái đồ chơi dạng này vãi bíp. Như chiếc dây chuyền mà Hayel đem ra làm vật tế chơi tên Dracula, thì sau khi đem làm vật tế xong thì nó đã được hóa giải phong ấn rồi đó. Tuy là hiện tại Hayel chưa thể dùng được, nhưng mà dây chuyền có xác suất kích hoạt bảo hộ là hàng xịn lắm rồi. Với cục ma cầu vừa thu được, thêm cả 100 tỷ nhận thưởng khiến cho Hayel không thể ngủ nổi nữa luôn, cậu ta không biết nên làm gì với số tiền lớn như thế cả. Hayel tính mua trang bị, nhưng mà tốc độ lên cấp của bản thân cậu cũng quá nhanh, nên là bỏ cả tỷ ra mua trang bị chắc cũng chỉ dùng được mấy bữa mất. Thứ thích hợp nhất với Hayel chắc là trang bị hồi mana, nhưng mà chẳng có ai lại đi bán thứ này cả. Bỏ qua chuyện mất ngủ vì giàu bất chợt của Hayel, lúc này đoạn ghi hình cuộc chiến của cậu đang bị đem ra để mà mổ xẻ kia kìa. Có người trong tổ chức AAU cho rằng phép thuật mà Hayel sở hữu là thuật giả kim, nhưng ngay lập tức một người khác lại bác bỏ ý kiến này. Hai ông, một ông ở ban tài chính, một ông ở ban kỹ xảo ma pháp cãi nhau ỏm tỏi lên chỉ vì không thể xác định nổi thứ sức mạnh của Hayel là gì. Vài người khác thì cảm thấy việc tranh cãi về Hayel nó vô nghĩa vãi nổi, tầm này check xem có bản cập nhật mới hay không còn có ích hơn ấy. Thì công nhận là ông anh này mồm thiêng thật đấy, ổng mong có bản cập nhật mới cái là có liền hà. Một khu vực có tên hải đảo Eustra đã được cập nhật rồi đây. Nó là một khu vực được biết tới với cái tên khác là đảo Kinh Hoàng. Nhìn nơi đó cây cối xanh tươi, động vật hiền hòa thế nhưng là một nỗi ám ảnh không thể sánh được với bất cứ thứ gì trên thế giới này đấy. Rất nhanh tin tức về bản cập nhật hải đảo Eustra đã được lên sóng, cùng với nó là đại hội pháp thuật toàn cầu. Đây là một cơ hội để toàn bộ người chơi hệ phép trên thế giới tụ tập lại với nhau và mài giũa kiến thức của mình. Ngay khi Hayel nắm được thông tin về đại hội pháp thuật, thì nhân cách Grandfell đã chốt luôn là phải đi kiếm một slot tham dự mới được. Nhưng mà trước khi đi cứ phải dọn sạch cái đống bát đĩa cái đã. Tại Ma Tháp, nơi đây đang được phủ kín bóng người bởi những người chơi đi theo trường phái bắn phép thuật. Một NPC thành viên của Ma Tháp là Klee đang ngồi chồm hổm ở góc tường và quan sát dòng người tấp nập qua lại. Đúng lúc này, một người chơi đi đứng như cái đầu bòi bất ngờ ngã về phía Klee đang ngồi. Cứ tưởng là cô nàng Klee này sẽ bị đè bẹp luôn cơ, thế nhưng mà chẳng có cái quái gì xảy ra cả. Và cái anh chàng đi đứng không cẩn thận kia, rõ ràng là có cảm giác bản thân đã tông phải một bức tường. Hóa ra trước mặt Klee đã được dựng lên một bức tường phép thuật và nó được chính tay một giáo sư trong Ma Tháp dựng lên nó.
Chỉ có những người có thiệp mời như Jessie thì mới có thể nhìn thấy ảo cảnh và đi xuyên qua bức tường thôi. Còn cô nàng Klee này đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn những người chơi có thiệp mời tới phòng tổ chức đại hội. Klee nói rằng Jessie đã là người được mời cuối cùng rồi, nhưng mà Jessie lại gạ gẫm Klee cứ chờ thêm chút nữa. Cô có cảm giác đại hội lần này vẫn còn một người nữa chưa xuất hiện. Và cái người chưa xuất hiện kia chính là Hayel chứ còn ai nữa. Lúc này cậu ta còn đang phải chật vật chen lấn giữa dòng người kia kìa. Càng toang hơn là, giờ Hayel đã trở thành người nổi tiếng rồi. Vậy nên chỉ cần một người vô tình nhận ra anh ta cái thôi là cả đám người lập tức bu vào. Thậm chí còn có tên mặt dày túm túi của Hayel để giữ cậu ta lại và yêu cầu phải được chụp ảnh chung thì mới không làm phiền nữa. Hayel mà bật mốt Grandfell lên thì không vui chút nào đâu. Cậu ta chỉ muốn tên oát kia chim cút xôi xéo thôi. Mặc dù nhân cách Hayel cảm thấy ăn nói như thế thật là quá đáng, nhưng cậu ta cũng cảm thấy nếu thế thì Hayel sẽ mang tiếng chảnh chóa, biết đâu lại đỡ bị làm phiền, cũng tốt đấy chứ. Nhưng méo ai ngờ cái tên oát con kia không thấy cay cú thì thôi, hắn ta lại còn sướng rơn lên khi bị Hayel đuổi mới 3 chấm chứ. Mà những người chơi đang bao vây xung quanh cũng bị nhiễm cái suy nghĩ ngáo ngơ của tên oát kia luôn, người người nhà nhà đòi Hayel chửi mình một câu cho nó đã cái tai. Đang lúc Hayel nhìn quanh để kiếm chỗ chuột rút, thì bất ngờ cậu ta phát hiện ra một bức tường có cái gì đó cấn lắm. Cậu ta mặc kệ những người xung quanh thắc mắc mà tông đầu thẳng về phía bức tường kia. Bingo, Hayel chọn chúng rồi, cậu ta đã xuyên qua bức tường ma pháp và thoát khỏi đám người bám đuôi kia, lại còn đang tạo một dáng đứng hơi bị ngượng chút xíu với Klee nữa chứ. Mà thực ra thì dáng đứng đấy cũng thường thôi, chẳng hiểu sao Klee lại ngượng ngùng được luôn á. Mặc dù Klee vẫn cứ dẫn Hayel đi tới những bậc thang dẫn về phía phòng hội nghị, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được suy nghĩ phải check thử danh sách xem mình có bỏ rớt ai không. Nhưng rõ ràng là tên của Hayel không hề có trong danh sách. Hayel muốn tham gia đại hội, nhưng vấn đề là cậu ta không có thiệp mời. Cái vấn đề là bức tường kia được tạo ra bởi giáo sư ma pháp đó. Klee chắc chắn rằng nếu không có thiệp mời thì đến cả thủ lĩnh pháp sư cũng chẳng thể nào nhìn thấy điều kỳ quái ở bức tường đó được. Mà thực ra thì cũng chẳng có quy định nào bắt buộc người chơi phải có thiệp mời mới vào dự đại hội cả. Chỉ cần có thể nhìn thấu bức tường kia và đi xuyên qua là có thể tham dự rồi. Chỉ là nó chưa từng xảy ra trước đây nên khi Hayel có thể làm được đã khiến Klee vô cùng bất ngờ mà thôi. Rồi rồi, khổ lắm, người tạo ra bức tường kia bá đạo vãi nồi và Hayel chỉ là ăn may thôi, có được hay không hả? Dù sao thì, Hayel vẫn được Klee chỉ dẫn tận tình và đưa cậu ta tới điện pha lê. Khi Achana hòa vào thế giới thực, các NPC cũng đã được biến thành người thật. Trong số đó có một người trẻ tuổi được vinh danh là thiên tài, người được đồn là sẽ kế thừa ma tháp, ngài Marcello. Thì đại loại ông anh mắt thâm quầng này là một người tri thức hội tụ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý các kiểu các thứ. Đấy là những gì mà mũ phù thủy trên đầu Jessie phổ cập kiến thức cho cô, nhưng điều đó chỉ khiến Jessie thấy buồn ngủ thôi. Cô cũng chưa được tận mắt chứng kiến tài năng của Marcello, thì mấy cái nhận xét kia cũng chỉ là mấy câu nói tầm phào nhạt nhẽo thôi. Đối với Jessie, thì ma pháp chỉ là kỹ năng thôi, cái trò đào sâu vào bản chất ma pháp thì cô không quan tâm. Và cái gương mặt chán nản của Jessie cũng đã bị Marcello chú ý được. Marcello không hề thái độ với Jessie mà chỉ giải thích rằng ma tháp muốn mời những người chơi hàng đầu hệ phép tới là để chia sẻ những biến chuyển trên thế giới này, các bản cập nhật đang diễn ra liên tục. Mục đích của Marcello rõ ràng là muốn trung hòa ma pháp và khoa học kỹ thuật trở thành một thể. Ông anh khẳng định rằng ổng đã nhìn ra tiềm năng khai phá ma thuật theo hướng kết hợp với khoa học đó. Marcello thi triển ra một cầu lửa được anh ta cải tiến dựa trên tham khảo khoa học kỹ thuật để chứng minh cho ý kiến của bản thân. Nhưng mà anh ta cũng chưa chắc kèo vụ này lắm, nên là còn phải nghiên cứu thêm nhiều. Thế nên đơn giản là Marcello đang muốn ra một cái nhiệm vụ dành cho người chơi ấy mà. Nhưng mà để tiếp nhận nhiệm vụ này thì cũng không dễ dàng chút nào đâu. Đang lúc Marcello hỏi thăm có ai có thắc mắc gì hay không, thì có ngay Hayel thắc mắc đây. Cậu ta thẳng thắn bác bỏ lập luận của Marcello và cho rằng việc khai phá ma pháp kết hợp với khoa học nó bị ăn no thừa calo ấy. Những người chơi khác không dám tin luôn, lại có người dám vặt lại vấn đề với Marcello cơ đấy. Marcello còn có biệt danh là độc xà của ma tháp đó, và nhau với anh giai này cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu. Rõ ràng là Marcello cũng cú khi mà có một người bất ngờ xuất hiện và nói nghiên cứu của mình dư thừa, vậy nên nếu Hayel mà không giải thích được thì quả này lớn chuyện đấy. Nhưng mà người đang va nhau với Marcello là Hayel đó, kết quả đã được định đoạt ngay từ đầu là Marcello có tuổi, nhưng là tuổi lờ rồi. Hayel khẳng định ma pháp và khoa học là hai thứ không hề tương thích với nhau, tức là khi dung hợp chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng quá tải hoặc bài trừ. Và để dằn mặt Marcello, Hayel cũng tiện tay tạo ra luôn cái hỏa cầu được cải tiến của Marcello cho nó uy tín. Marcello đứng hình ngay, câu chú mà mất mấy tháng trời mới học được của anh ta lại bị Hayel copy trong vài giây cơ mà. Vốn Hayel cũng hơi phân vân có nên copy cái kỹ năng của Marcello hay không,
nhưng may là nó cũng không tốn nhiều mana như tưởng tượng nên là cứ xóa thôi. Trong khi những người chơi khác còn đang ngờ ngợ nhận ra Hayel, thì Marcelo đã đưa ra quyết định, anh giai này muốn mời Hayel tham gia nghiên cứu công trình này cùng mình. Cũng tức là, Hayel đã đoạt được nhiệm vụ chơi cùng Marcelo trước mắt một nhóm pháp sư hàng đầu thế giới đó. Hayel nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ, thế nhưng mà cái vui vẻ của cậu ta trong mắt người khác nó cứ cấn cấn thế nào ấy. Ở một bên khác thì những gui lớn cũng đã bắt đầu đổ bộ lên hải đảo Eustra rồi. Ở đây không chỉ có các người chơi, mà cả YouTuber với cả phóng viên cũng có mặt nữa. Thậm chí cư dân của Achana cũng tới góp vui. Ví dụ điển hình như đội hiệp sĩ Liên Hớt, lính đánh thuê hay là liên minh thám hiểm đều có mặt đông đủ. Leonie đang có mặt ở đây và cô không ưa việc phải tranh giành với cả NPC một chút nào. Đúng lúc này một pháp sư trong gui của cô đi dự đại hội pháp sư gọi điện tới, thông báo việc Hayel trả treo thẳng mặt Marcelo. Thế nhưng mà Hayel không có bị bem đầu như Leonie tưởng tượng đâu, mà còn mời Hayel nhận nhiệm vụ nghiên cứu nữa đó. Lúc này Hayel đang ngồi lại cùng Marcelo và được phép liệt kê ra những thứ cần thiết để bắt đầu cuộc nghiên cứu. Này gọi là mỡ dâng tận miệng mèo chứ còn gì nữa, Hayel lại có cơ hội vơ vét một pha lớn rồi đây. Tại tầng cao nhất của ma tháp, Marcelo được triệu tập tới để diện kiến pháp sư cao quý nhất. Vị pháp sư cao quý nhất kia muốn xác nhận lại thông tin rằng Marcelo đã lựa chọn thực hiện công trình nghiên cứu cùng với một nhà lữ hành. Ông già này nói rằng ma tháp không chơi với đám người nhà lữ hành và Marcelo đang muốn phá luật đấy. Nhưng Marcelo không có ý định bỏ cuộc thế đâu, anh ta đã nhìn thấy tiềm năng ma pháp của Hayel và tài năng của cậu sẽ giúp ích rất nhiều trong tình cảnh thế giới hỗn loạn như hiện tại. Nhưng mà ông già pháp sư cao quý nhất kia vẫn cứ khư khư cái quan niệm cũ của mình, rằng pháp sư là phải đơn độc nghiên cứu mới chuẩn bài và chịu trách nhiệm cho những việc mình làm nữa. Lão ta không nói rõ ý kiến phản đối, nhưng lão cũng rào trước nếu Hayel có làm gì sai lầm thì Marcelo sẽ phải là người gánh chịu hậu quả đó. Sau khi rời khỏi phòng của pháp sư cao quý nhất kia, Marcelo mới thể hiện rõ cái sự chán ghét những kẻ tự cao tự đại này. Đúng lúc này, Cleon theo cả một thùng đồ lớn hồng hộc chạy tới, cô đã chuẩn bị xong những vật phẩm mà Hayel cần và đang mang qua cho cậu ta. Marcelo liền yêu cầu được mang đống đồ này qua cho Hayel, có vài thứ mà anh ta cần kiểm tra lại đã. Tại thư viện, Marcelo mang toàn bộ vật phẩm trải ra trên bàn trong trước mặt Hayel trong khi cậu ta đang nghiên cứu mấy cuốn kiến thức ma thuật. Hầu hết đồ mà Hayel yêu cầu toàn là công cụ hồi mana thôi. Vấn đề ở đây là nó chỉ có thể hồi mana khi người dùng thi triển một hệ ma pháp nhất định và cấp độ sử dụng của nó thì cao vãi nổi. Marcelo hỏi thăm Hayel có vừa lòng không thì Hayel nên nói sao giờ? Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là đồ chơi này cao cấp quá bản thân méo dùng nổi hay sao? Hayel chỉ có thể nói khéo rằng mấy thứ mà Marcelo mang đến không hề phù hợp với cấp độ của cậu ta mà thôi. Thế nhưng mà câu nói này qua tai Marcelo hình như lại mang một ý nghĩa khác hay sao ấy, kiểu như mấy cái đồ này mà cũng xứng với Hayel hay sao. Marcelo lấy ra một vật phẩm độc nhất là lục quốc huệ trương, nó chỉ có cấp 100 thôi và khả năng hồi phục mana cho tất cả các loại ma pháp cũng khá ổn đấy. Rõ ràng là vật phẩm này không hề tầm thường chút nào, kể cả khi nó chỉ có cấp độ 100, cứ nhìn thái độ cung kính của Marcelo là biết. Nhưng mà hiện tại việc nghiên cứu cũng chưa thể bắt đầu ngay được, Marcelo cần cải tiến một số thứ đã. Thế nên là Hayel chỉ có thể chờ rồi. Dù sao thì Hayel cũng không lỗ, đã hốt được đồ Fuzzy rồi lại còn chưa phải làm gì nữa chứ. Lúc này ở hải đảo Eustra, thanh niên chuyên live stream lại có mặt ở đây canh Hayel xuất hiện rồi. Đúng lúc này, một tên người chơi tên Kinver xuất hiện, khiến viewer náo loạn hết cả lên. Kinver là một tên đặc biệt khi mà hắn ta bị đồn đoán rằng có liên quan đến nhiều vụ mất tích của người chơi trong khe nứt. Rõ ràng là tên này đã nhắm vào Hayel rồi và sợ rằng tên này sắp không còn được chạy nhảy lâu nữa đâu. Nhóm viewer bắt đầu đồn thổi có thể Hayel sẽ không xuất hiện để tránh bị đám siêu tân tinh như Kinver tụ tập lại úp sọt. Thế nhưng mà thanh niên streamer này cãi tay ngang với viewer luôn, cậu ta tin tưởng rằng Hayel sẽ tới, chỉ là người quan trọng thường xuất hiện vào phút quyết định thôi. Nhưng mà thanh niên kia đâu biết, lúc này Hayel đang cảm thấy chẳng có lý do miệng gì để đến hải đảo Eustra cả. Quái ở đấy mạnh vãi nổi, và Hayel chỉ có thể bật hack đánh quái vượt cấp với quỷ tộc thôi, nhưng mà ở cái đảo kia làm gì có con quỷ nào đâu. Thì coi như cầu được ước thấy, Hayel vừa nghĩ tới trên đảo Eustra có quỷ thì y như rằng có thật, lại còn được cập nhật thành nhiệm vụ nữa chứ. Thất đại tội là 7 tội lỗi lớn của con người, và hiện tại một trong số đó đang thai nghén tại đảo Eustra. Rõ ràng là thứ này cũng được liệt kê vào danh sách những loại quái vật mà Hayel có thể bật hack được, vậy thì còn chần chờ gì nữa, ôm theo vài túi trà rồi lên đường thôi. Video của mình đến đây là hết rồi. Bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.